Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 876 sửng sốt. Quốc vương Long Quốc và các bộ trưởng dân sự và quân sự có mặt đều sửng sốt khi nghe thấy điều này, tự hỏi tại sao quốc vương nước Lang Quốc lại đột ngột đầu hàng. Quốc vương Long Quốc, nước Lang Quốc đã đầu hàng rồi, thật đáng mừng. Chẳng lẽ là quốc vương Long Quốc, nước Lang Quốc đột nhiên đầu hàng? Chắc hẳn, vừa rồi nhìn thấy lễ tuyên thệ uy nghiêm của chúng ta, sợ tới mức trực tiếp đầu hàng. Đúng vậy, vừa rồi, quốc vương Long Quốc đã thể hiện quyền lực và sức mạnh to lớn của chúng ta tại buổi lễ tuyên thệ, khí thế vô cùng, khiến nước Lang Quốc sợ hãi, bỏ cuộc không chiến, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Tất cả các bộ trưởng dân sự và quân sự lần lượt nói. Quốc vương Long Quốc nghe theo lời của các bộ trưởng dân sự và quân sự, đột nhiên vui mừng ra mặt. Có vẻ như Lê Uy Long đã đúng khi chủ trương tổ chức đại lễ tuyên thệ trước khi xuất quân, rằng có thể đánh bại các nước mà không cần chiến đấu. Lúc này, một nhân viên mật vụ khác phụ trách liên lạc vội vàng mang theo thiết bị liên lạc đến, báo cáo quốc vương Long Quốc, quốc vương nước Lang Quốc xin được nói chuyện với ngài. Lấy điện thoại lại đây, quốc vương Long Quốc muốn nghe quốc vương nước Lang Quốc nói gì nên đồng ý nói chuyện với ông ta. Vâng, nhân viên mật vụ lập tức đem điện thoại giao cho quốc vương Long Quốc. Quốc vương Long Quốc cầm điện thoại, khí phách nói, tôi là quốc vương Long Quốc của Long Quốc vĩ đại. Quốc vương Long Quốc, tôi là quốc vương của nước Lang Quốc, và bây giờ chúng tôi đã chính thức thông báo rằng chúng tôi đã đầu hàng Long Quốc của ngài. Một giọng nói thận trọng, run rẩy phát ra từ điện thoại. Quốc vương nước Lang Quốc, nước ông đã nhiều lần xâm lược Long Quốc của tôi, và lần này các ông còn liên kết với nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, nước dẫn giao đất và các quốc gia kẻ thù khác để tấn công Long Quốc của chúng tôi. Sao cậu đột nhiên không chiến nữa mà khuất phục rồi? Quốc vương Long Quốc hỏi. Quốc vương Long Quốc, ngài không phải đã biết rõ rồi sao, còn cố ý hỏi tôi sao? Đừng mỉa mai tôi nữa, ngài để Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc Lê Uy Long, tự mình dẫn không quân tấn công nước Lang Quốc của tôi. Đất nước Lang Quốc của ta làm sao dám đối đầu với chiến thần của ngài? Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đầu hàng, cầu xin quốc vương Long Quốc tha cho nước Lang Quốc của chúng tôi một con đường sống. Quốc vương nước Lang Quốc khiêm tốn nói. Khi quốc vương Long Quốc nghe quốc vương nước Lang Quốc nói điều này, anh ta đã rất ngạc nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này anh ta mới hiểu hóa ra việc nước Lang Quốc đầu hàng đột ngột là do theo dõi việc Lê Uy Long xuất một số lượng lớn máy bay chiến đấu đến phía Tây. Không ngờ, Lê Uy Long không chỉ điều động máy bay chiến đấu đến cứu mẹ mình, mà còn để nước Lang Quốc sợ hãi đến mức trực tiếp đầu hàng. Hộ soái Lê giải cứu mẹ mình nhưng lại khiến kẻ thù sợ hãi phải đầu hàng. Điều này thực sự hài hước, nó sẽ trở thành một câu chuyện muôn thuở. Quốc vương Long Quốc cuối cùng cũng hiểu rằng tại sao Lê Uy Long đã xuất rất nhiều chiến binh đến cứu mẹ mình như thế, anh vốn dĩ muốn dùng kết quả của buổi lễ tuyên thệ để tiếp tục khiến kẻ địch khiếp sợ, chứ không lạm dụng quyền lực lãng phí, xa hoa. Chỉ cần phái hơn 100 chiến binh, nước địch có thể sợ hãi mà trực tiếp đầu hàng. Thật là đáng đồng tiền bát gạo, một tên hai đích. Mỗi khi không thể đánh bại Long Quốc vĩ đại của ta, các ông đều muốn đầu hàng. Không lâu sau, quay lại lật lọng và xâm lược Long Quốc vĩ đại của tôi lần nữa. Lần này, hộ soái bảo vệ của tôi đã phóng tên ra thì khó mà thu lại. Tôi sẽ không chấp nhận đầu hàng của các người một cách dễ dàng. Mặc dù quốc vương Long Quốc biết rằng Lê Uy Long sẽ không tấn công nước Lang Quốc, nhưng để răn đe quốc vương nước Lang Quốc, anh ta phải nhân cơ hội giả vờ rằng mình thực sự sẽ tấn công nước Lang Quốc. Quốc vương nước Lang Quốc nghe quốc vương Long Quốc nói xong lại sợ hãi và run rẩy, quốc vương Long Quốc, chúng tôi sẽ không bao giờ dám xâm phạm Long Quốc nữa. Chúng tôi xin cúi đầu, xin vĩnh viễn cúi đầu. Xin ngài nhanh chóng ra lệnh cho quân đội của hộ soái Lê rút lui. Nếu muốn đại quốc vương Long Quốc của chúng ta chấm dứt chiến tranh, thì ông phải thể hiện sự thành tâm. Nếu không, ngay khi quân đội của hộ soái Lê của chúng tôi đến, nước Lang Quốc của ngươi sẽ trở thành một đống đổ nát và chẳng có gì phát triển được. Tôi hiểu rồi, nói đến chuyện bồi thường thì mọi chuyện rất dễ dàng. Tôi sẽ lập tức cử một phái viên đến thủ đô Long Quốc để thỉnh cầu Long Quốc của các người và bàn bạc việc bồi thường. Bây giờ, xin hãy rút quân trước đi. Quốc vương nước Lang Quốc toát mồ hôi nói. Được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ để máy bay chiến đấu của hộ soái Lê tạm thời ở lại thành phố Vĩnh Thụy. Trước tiên hãy quan sát tấm chân tình của người để cầu hòa, sau đó mới quyết định có nên tiếp tục cuộc viễn chinh tiêu diệt các người lại hay không.
Quốc vương Long Quốc biết rằng máy bay chiến đấu của Lê Uy Long chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quân sự thành phố Vĩnh Thụy, nên đã nói thế. Cảm ơn quốc vương Long Quốc. Quốc vương nước Lang Quốc thở phào nhẹ nhõm khi nghe quốc vương Long Quốc đồng ý đình chiến. Các bộ trưởng dân sự và quân sự đều nghe thấy cuộc đối thoại giữa quốc vương Long Quốc và quốc vương nước Lang Quốc, thì họ đều biết rằng chính Lê Uy Long đã phái rất nhiều chiến binh đến để khiến nước Lang Quốc đầu hàng mà không có một cuộc chiến. Bọn họ không biết rằng Lê Uy Long phái nhiều chiến binh đến như vậy, nhưng không phải để thật sự sẽ tấn công nước Lang Quốc. Chương 877 khen ngợi. Sau khi quốc vương Long Quốc cúp điện thoại, các bộ trưởng dân sự và quân sự lần lượt khen ngợi. Quốc vương Long Quốc thật uy vũ, vừa xuất binh bất ngờ xuất hiện, đã khiến nước Lang Quốc đã sợ hãi trực tiếp đầu hàng. Chính quốc vương Long Quốc vừa ra lệnh cho hộ soái Lê phái hơn 100 chiến binh, để nước Lang Quốc để có thể bị đánh bại mà không cần giao tranh. Đất nước của kẻ thù đang khiếp sợ và thế giới run rẩy khi uy phong của Long Quốc. Hiện tại nước Lang Quốc đã đầu hàng, bốn quốc gia kia nhất định sẽ không thể ngồi yên, bọn họ sẽ sớm đầu hàng. Có thể thấy chiến lược đưa quân đi viễn chinh của quốc vương Long Quốc khôn ngoan và đúng đắn đến mức nào. Tất cả các bộ trưởng dân sự và quân sự đều nghĩ rằng chính quốc vương Long Quốc đã bí mật ra lệnh cho Lê Uy Long gửi quân đến. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy quốc vương Long Quốc và Lê Uy Long đi một mình đến một nơi hẻo lánh để bàn bạc, không phải anh ta đã bí mật ra lệnh cho Lê Uy Long xuất quân thì như thế nào. Chỉ có quốc vương Long Quốc mới biết chuyện này không liên quan gì đến anh ta, chính là Lê Uy Long vì muốn ra tay cứu mẹ anh mà đã tự tiện sử dụng rất nhiều phi cơ chiến đấu như thế. Quốc vương Long Quốc ngồi xuống và tự chỉ huy có khác, không, giống với. Hộ soái Lê đã nhiều lần chiến đấu với nước Lang Quốc trước đây, nhưng không thể khiến nước Lang Quốc đầu hàng trực tiếp. Bây giờ quốc vương Long Quốc hành động đã khiến cho cả nước Lang Quốc sợ hãi đầu hàng. Một bộ trưởng dân sự tiếp tục. Quốc vương Long Quốc khôn ngoan và quyết đoán, mạnh mẽ và kiên quyết, là một con rồng hùng mạnh, định đoạt thế giới bằng kế hoạch thông minh. Không phải ai cũng có thể so sánh được, hộ soái bảo vệ thiếu quyết đoán, làm sao có thể so sánh với quốc vương Long Quốc. Ngụy Nghiêm đồng thời cũng tâng bốc quốc vương Long Quốc lên, không quên coi thường Lê Uy Long. Tất cả đều quá khen rồi, lần này nước Lang Quốc có thể trực tiếp đầu hàng, ngoài sức mạnh của tôi, còn có sức mạnh của hộ soái Lê. Đất nước Lang Quốc đã bị hộ soái Lê làm cho khiếp sợ trong mấy năm qua. Đất nước Lang Quốc đã chiến đấu nhiều năm nay, sức mạnh quốc gia đã suy giảm rất nhiều. Còn ít rất tướng và không còn đủ sức chiến đấu với Long Quốc vĩ đại của chúng ta. Nên nghe nói hộ soái Lê đích thân dẫn không quân tấn công thì bọn họ mới trực tiếp đầu hàng. Quốc vương Long Quốc không dám nhận công lao một mình, chuyện này không liên quan gì đến anh ta, đó là do Lê Uy Long tự đề xuất, và rất nhiều chiến binh đã được phái một cách tùy tiện. Tất nhiên, anh ta cũng biết lý do khiến nước Lang Quốc dễ dàng đầu hàng là vì nước Lang Quốc sợ Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ canh giữ đất nước. Sức mạnh của nước Lang Quốc trước đây rất mạnh nhưng đã bị Lê Uy Long liên tiếp đánh bại, binh lính bị tổn thất nặng nề và sức mạnh của họ bị suy giảm đáng kể, đó là lý do tại sao họ trở thành một con chim sợ hãi cành cong. Chứng kiến cảnh Lê Uy Long lãnh đạo máy bay chiến đấu của Long Quốc tiến công, họ đã sợ hãi, phải trực tiếp đầu hàng. Một số bộ trưởng không hài lòng với Lê Uy Long khi nghe quốc vương Long Quốc nói điều này, thì không dám nói xấu Lê Uy Long nữa. Ngay cả quốc vương Long Quốc cũng nói đó là công lao của Lê Uy Long, họ còn có thể nói gì nữa. Quốc vương Long Quốc dự định không thông báo cho Lê Uy Long về sự đầu hàng của nước Lang Quốc, anh ta biết rằng bây giờ Lê Uy Long chỉ muốn cứu mẹ mình và anh ta không muốn ảnh hưởng đến anh. Dù sao không cần ra lệnh cho Lê Uy Long, sau đó anh cũng sẽ đáp xuống thành phố Vĩnh Thụy. Sau khi Lê Uy Long hạ cánh xuống thành phố Vĩnh Thụy, anh sẽ tự nhiên biết rằng nước Lang Quốc đã tuyên bố đầu hàng. Việc nước Lang Quốc đầu hàng trực tiếp Long Quốc mà không cần giao tranh sẽ sớm được cả thế giới biết đến. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc và nước Dẫn Giao biết được rằng nước Lang Quốc, một trong những đồng minh, đã sợ hãi đến mức đầu hàng trực tiếp với Long Quốc. Họ rất tức giận và mắng nhiếc nước Lang Quốc vì sự vô dụng của bọn họ. Đột nhiên không còn đồng minh là nước Lang Quốc. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc và nước Dẫn Giao, càng thêm hoảng sợ. Vì thiếu quân đội ở biên giới phía tây của nước Lang Quốc để ngăn cản Long Quốc có thể kéo thêm quân để đối phó với họ bất cứ lúc nào. Trong số các quốc gia kẻ thù này, hoảng loạn nhất là Sư Quốc. Bởi vì đất nước Sư Quốc tiếp giáp với Long Quốc, tức là ở phía bắc của Long Quốc. Bây giờ Long Quốc đã khuất phục được nước Lang Quốc, mục tiêu tiếp theo rất có thể là cuộc viễn chinh tiêu diệt Sư Quốc của họ.
Tuy nhiên, Sư Quốc là một quốc gia lớn, có sức mạnh quốc gia, tuy hoảng sợ nhưng không trực tiếp đầu hàng Long Quốc như nước Lang Quốc. Sư Quốc đã thực hiện một cuộc phòng thủ toàn diện, hơn nữa toàn bộ quân đội đã được nâng cấp lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt. Chương 878 phẫu thuật. Lúc này, ở thành phố Vĩnh Thụy, vì Triệu Đình Vũ đã bị thương nặng nên anh ta không thể kháng cự, đã bị chuyển lên tầng 3 của tòa nhà đang xây dở. Nhà họ Đỗ đang chuẩn bị phòng phẫu thuật mắt ở tầng 3. Mặc dù Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc cố gắng đấu tranh một cách tuyệt vọng nhưng họ cuối cùng vẫn bị đẩy lên tầng 3. Nhìn thấy khuôn mặt đang bị thương, và biểu hiện hung tợn của bố mẹ anh ta và bác sĩ, tất cả đều sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, những bác sĩ này sẽ khoét lấy đôi mắt của họ. Các ngươi, để xem lần này các ngươi trốn đi đâu. Đỗ Lượng hung hăng nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lê Tuyết Tương run rẩy hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Mặt của tao đã bị thằng nhóc này đánh đến hỏng rồi, đương nhiên, tôi muốn khoét mắt các ngươi để thay cho tôi rồi. Đỗ Lượng nói. Nghe xong lời của Đỗ Lượng, các cô gái run lên. Đừng, làm ơn thả chúng tôi ra. Lê Tuyết Tương van xin. Tha cho mấy người, đừng có nằm mơ. Con trai tôi bị các người đánh đến hỏng mắt, các người phải khoét mắt ra để thay cho con trai tôi. Ngụy Thái Phượng lạnh lùng nói. Lê Tuyết Tương biết lần này chạy không thoát rồi, cho dù van xin thế nào, họ cũng sẽ không buông tha. Giờ bà ấy chỉ muốn hy sinh bản thân để bảo vệ con gái mình, Triệu Đình Vũ và các anh em của Triệu Vũ Ngọc. Vì vậy, bà ấy nói, muốn lấy thì cứ khoét mắt tôi. Xin hãy để chúng và cậu con trai bị thương nặng này đi. Con trai cô chỉ bị thương một bên mắt. Khoét mắt tôi là thay đủ cho cậu ta rồi. Bắt đầu đi, không cần lấy hết của chúng tôi. Đôi mắt của bà già như bà thì có hiếm gì. Cho tôi cũng không lấy. Tôi muốn đôi mắt to của con gái bà, nó thật đẹp. Đỗ Lượng nói. Khi Lê Tịnh Vi nghe những lời này của Đỗ Lượng, cô ấy tái mặt vì sợ hãi và tiếp tục cầu xin, không. Đừng khoét mắt tôi, làm ơn, đừng đục khoét mắt chúng tôi. Anh không được làm tổn thương con gái tôi, cho dù để tôi làm trâu bò cho anh. Cũng xin đừng làm con gái tôi bị thương. Lê Tuyết Tương cũng không ngừng cầu xin. Đừng làm tổn thương bọn họ, những việc các người đang làm, thực sự quá tàn nhẫn. Triệu Vũ Ngọc cũng cầu xin. Đối mặt với những lời cầu xin, nhà họ Đỗ vẫn bất động. Ngụy Thái Phượng sốt ruột nói, đừng làm ầm ĩ, cũng vô dụng thôi. Bất kể mắt của các người có hữu dụng hay không, các người cũng phải khoét ra tất cả để báo thù cho con trai tôi. Cho dù chỉ khoét ra được một quả bong bóng, thì cũng phải khoét, để giải nối thù này cho chúng tôi. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy tâm địa rắn rết của Ngụy Thái Phượng vô cùng hung ác, trong lòng họ đầy tức giận. Vào lúc này, Đỗ Quang nóng lòng nói với Vu Cơ, bác sĩ Vu, không còn sớm, chúng ta bắt đầu phẫu thuật thôi. Được, hãy gây mê cho họ trước, đừng để họ làm loạn nữa. Vu Cơ đã nóng lòng chờ đợi, lập tức nói với hai trợ lý. Ừ. Hai trợ lý lập tức cầm lấy kim tiêm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn, dửng dưng đi về phía Tiêu Dịch Hương và Lê Tịnh Vi. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi khi nhìn thấy hai trợ lý mặc áo khoác trắng này vô cảm bước tới với ống tiêm, như thể họ nhìn thấy hai con quỷ đáng sợ đang đi về phía họ, họ run lên vì sợ hãi. Đối với họ, tòa nhà đang xây dở này chắc chắn là một địa ngục trần gian, sắp xảy ra một việc cực kỳ bi thảm. Chương 879 không giấu nữa. Chờ một chút. Khi nhìn thấy trợ lý của Vu Cơ cầm kim gây mê sắp tới gần, Lê Tuyết Tương đột nhiên hét to. Chờ cái gì chứ, đừng chờ đợi nữa, mau tiêm thuốc gây mê cho bọn họ đi. Ngụy Thái Phượng cũng gào thét mà nói. Con trai của tôi là hộ soái bảo vệ đó. Vào lúc nguy cấp, Lê Tuyết Tương quyết định nói thân phận của con trai mình ra để lấy chuyện này dọa mấy người nhà họ Đỗ. Bà ấy không muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Dù sao, lúc này cũng là thời điểm sống chết. Chỉ cần nói ra thân phận của con trai thì bà ấy mới có thể dọa đối phương. Chỉ cần đối phương biết con trai bà ấy là hộ soái bảo vệ của Long Quốc, Lệ Uy Long thì cho dù có cho bọn họ thêm 100 lá gan thì bọn họ chắc chắn cũng không dám lấy mắt của mình nữa. Nghe Lê Tuyết Tương nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, kể cả Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc. Không ai có thể nghĩ tới, Lê Tuyết Tương lại có một đứa con trai là hộ soái bảo vệ. Sau một lúc khá lâu, Ngụy Thái Phượng mới nhịn cười rồi trêu chọc hỏi, trong năm vị hộ soái bảo vệ của Long Quốc chúng ta, xin hỏi con trai của bà là vị hộ soái bảo vệ nào đây? Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không hề muốn giấu giếm. Thực ra, tôi là mẹ của hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc.
con trai của tôi chính là hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc mà uy trấn nhất thiên hạ đương thời này, Lê Uy Long. Lê Tuyết Tương tức giận nói, chuyện đã đến nước này, bà ấy cũng chỉ có cách nói ra sự thật thì mới có thể bảo vệ được tính mạng của mình mà thôi. Nghe Lê Tuyết Tương nói như vậy, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc lại cùng nhau sửng sốt. Lê Tịnh Vi nằm mơ cũng không nghĩ tới, mẹ nuôi của mình, vậy là lại là mẹ hổ soái thứ nhất của Long Quốc, Lê Uy Long. Mà Triệu Vũ Ngọc cũng có quen biết Lê Uy Long. Hơn nữa, cô ấy cũng đã từng gặp Lê Uy Long. Nhưng cô ấy thực sự không nghĩ tới Lê Tuyết Tương lại là mẹ của Lê Uy Long. Vừa rồi cô ấy còn gửi tin nhắn cầu cứu cho vợ của Lê Uy Long, Chu Nhược Mai. Cô ấy hy vọng cô có thể niệm tình trước đây anh trai của cô ấy đã từng cứu cô mà mời Lê Uy Long xuất binh đến cứu. Nhưng thật không nghĩ tới Lê Uy Long vậy mà lại là con trai của Lê Tuyết Tương. Nếu Lê Uy Long biết mẹ mình gặp nguy hiểm ở chỗ này, anh nhất định sẽ xuất binh đến cứu. Vấn đề bây giờ là, Lê Uy Long có thể không biết mẹ mình cũng đang ở đây. Bởi vì lúc ấy cô ấy cũng không biết Lê Tuyết Tương là mẹ của Lê Uy Long, cho nên cô ấy cũng không có nói với Chu Nhược Mai chuyện này. Ha ha, Đỗ Lượng là người đầu tiên nhìn không được mà bật cười, ha ha, sao bà không nói con trai mình là quốc vương của Long Quốc luôn đi. Nếu con trai của bà mà là Lê Uy Long, vậy thì con trai của tôi sẽ là thái tử. Đỗ Quang nói, bà già điên như bà còn muốn hù dọa ai đây? Một người phụ nữ làm nông bán rau, cũng dám nói con trai của mình là Lê Uy Long. Bà đang muốn chọc chúng tôi cười đến chết sao? Ngụy Thái Phượng nói. Không ai tin rằng con trai của Lê Tuyết Tương là Lê Uy Long, tất cả bọn họ đều cho rằng bà ấy đang lừa gạt người khác. Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nghe mọi người nói xong, cũng đều không thể tin được Lê Uy Long là con trai của Lê Tuyết Tương. Các cô ấy đều cảm thấy, nhất định là Lê Tuyết Tương đang muốn hù dọa những người này cho nên mới bịa đặt mà nói lung tung bằng cách nói rằng Lê Uy Long chính là con trai của bà ấy. Mặc kệ các người có tin hay không, nhưng con trai của tôi thật sự là Lê Uy Long. Mà tôi chính là mẹ của hộ soái bảo vệ. Nếu các người dám làm những chuyện kia với chúng tôi, một khi con trai của tôi biết được chuyện này, thằng bé nhất định sẽ tiêu diệt các người. Lê Tuyết Tương cũng không cách nào để giải thích với mấy người của nhà họ Đỗ mà chỉ có thể đe dọa bọn họ như vậy. Con đàn bà chết tiệt này, sắp chết đến nơi rồi mà còn già mồm. Thế nhưng, Ngụy Thái Phượng tôi lại không phải là người dễ bị dọa đâu. Bố của tôi chính là bộ trưởng Ngụy Nghiêm trong nhà nước mà tôi cũng chính là hàng thật giá thật. Không thể giả được, tôi chính là con gái của bộ trưởng. Ngụy Thái Phượng nói, bộ trưởng thì tính là cái gì? Làm sao có thể so sánh với hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc chúng ta chứ? Lê Tuyết Tương nói với vẻ mặt tự hào. Ôi, bà bán rau như bà diễn kịch của thật là đạt. Bà thực sự coi mình chính là mẹ của hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc, Lê Uy Long hay sao? Ngụy Thái Phượng nói, gần đây, Lê hộ soái đã đến chiến đấu ở chiến trường Nam Bắc. Hơn nữa, cậu ta còn đánh lùi được rất nhiều kẻ địch mạnh và lập được nhiều chiến công đáng nể. Ở thành phố Quốc Hòa, cậu ta còn tiêu diệt được chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Tay Lo và khiến cho thanh danh của mình trở nên vang dội và uy chấn khắp thiên hạ này. Bà bán rau này nhất định là muốn mượn uy danh của Lê Uy Long để hù dọa chúng ta. Đỗ Quang nói, bà ta cho rằng mình họ Lê, cùng họ với Lê Uy Long thì chính là mẹ của Lê Uy Long. Có phải bà ta đã bị dọa đến mức ngốc rồi hay không? Đỗ Lượng nói, không ai tin rằng một người phụ nữ bình thường như Lê Tuyết Tương, chỉ dựa vào trồng rau để sinh sống sẽ là mẹ của Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ của Long Quốc. Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nghe người nhà họ Đỗ nói như vậy thì cũng càng cảm thấy Lê Tuyết Tương không có khả năng là mẹ của Lê Uy Long. Nếu như con trai của bà ấy thực sự là Lê Uy Long, sao bọn họ lại chưa từng nghe bà ấy nhắc tới chuyện này chứ? Mà sao Lê Uy Long lại chưa từng tới đến tìm mẹ của mình chứ? Lê Tuyết Tương nhìn thấy mọi người đều không tin, hơn nữa bọn họ còn lên tiếng châm chọc, mặt của bà ấy chợt đỏ bừng rồi lại trở nên trắng bệch. Lúc này, bà ấy cảm giác như mình thật sự đã trở thành một kẻ lừa đảo. Bởi vì, bà ấy không có cách nào để chứng minh mình chính là mẹ của Lê Uy Long, chỉ nói bằng miệng thôi thì cũng không có bằng chứng. Đừng chần chừ nữa, mau tiêm cho bà đi, đừng để bà ta tiếp tục nói lung tung nữa. Ngụy Thái Phượng nói với giọng điệu rất không kiên nhẫn. Phu cơ cùng hai vị trợ lý của ông ta cũng cảm thấy Lê Tuyết Tương không có khả năng là mẹ của hộ soái bảo vệ. Hơn nữa, bà ấy và Lê Uy Long căn bản là đến một chút quan hệ cũng không có. Nếu bà ấy thật sự có một đứa con trai là hộ soái bảo vệ như Lê Uy Long, vậy thì tại sao bà ấy lại có thể rơi vào tình cảnh này được chứ?
hai vị trợ lý lập tức lại cầm ống tiêm, đi về phía Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi. Đừng, con trai tôi thật sự là hộ soái bảo vệ, Lê Huy Long. Nếu mấy người dám động vào tôi, chắc chắn mấy người sẽ phải cảm thấy hối hận. Con trai Lê Huy Long của tôi thật sự sẽ tiêu diệt hết tất cả các người. Lê Tuyết Tương quát to đến mức khàn giọng. Nhanh tiêm cho bà ta đi, để còn lấy mắt của bọn họ ra. Ngược lại, tôi cũng muốn xem, có phải hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc Lê Huy Long, sẽ thật sự đến tiêu diệt chúng ta hay không? Ngụy Thái Phượng cũng quát to. Chương 880 tiếng hét. Lúc này, hai trợ lý của Vu Cơ đã nắm lấy tay Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi và chuẩn bị tiêm thuốc mê cho hai người bọn họ. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi liều mạng giãy giụa, cho nên đã bị mấy người mặc đồ đen gắt gao ấn chặt đến mức không cách nào tránh thoát. Dừng tay lại. Ngay khi Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi sắp bị hai trợ lý kia tiêm thuốc gây mê vào người, Triệu Vũ Ngọc đột nhiên giống to một tiếng. Hai trợ lý nghe được Triệu Vũ Ngọc hét lớn, nhất thời sợ tới mức tay run lên, khiến cho ống tiêm rơi hết xuống đất. Không ai có thể nghĩ tới, Triệu Vũ Ngọc lại đột nhiên hét lớn như vậy. Hơn nữa, cô ấy còn hét một tiếng thực sự rất lớn. Con bé chết tiệt, hét cái gì mà hét, mau lấy ống tiêm gây mê ra đây, anh có đủ khả năng không vậy? Một trợ lý nhìn thấy kim gây mê trong tay mình đã rơi xuống mặt đất vì sự sợ hãi của mình mà nhất thời thẹn quá hóa giận. Một trợ lý khác cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bọn họ vậy mà lại bị một con bé làm cho sợ tới mức tay run rẩy, thật là quá mất mặt. Hai người làm sao vậy hả? Thế mà lại để một con bé dọa sợ tới mức đến kim tiêm của để rơi xuống đất. Còn không mau nhặt lên rồi tiếp tục tiếp cho bọn họ đi. Vu Cơ có chút tức giận nói. Hai trợ lý vội vàng cúi xuống để nhặt kim gây mê lên. Chờ một chút, tôi biết hộ soái bảo vệ Lê Huy Long. Triệu Vũ Ngọc lại đột nhiên lớn tiếng nói. Mọi người nghe Triệu Vũ Ngọc nói như vậy, nhất thời lại sửng sốt. Con bé nhà cô đang nói cái gì vậy? Sao cô có thể biết Lê Huy Long được chứ? Ngụy Thái Phượng tức giận nói. Mấy người sắp chết này, ai nấy cũng đều nói mình có quan hệ với hộ quốc hổ soái Lê Huy Long, làm cho bà ta thật sự cảm thấy rất phiền. Mẹ, cô ta biết hộ soái bảo vệ Lê Huy Long cũng là chuyện rất bình thường à. Lúc này, Đỗ Lượng lại bất ngờ nói. Con trai, có phải con bị đánh đến choáng váng đầu óc rồi hay không? Ngụy Thái Phượng ngạc nhiên hỏi. Mẹ, sao con lại có thể đánh mà trở nên ngu ngốc được chứ? Làm sao mà con lại bị choáng váng đầu óc chỉ vì bị đánh chứ? Đỗ Lượng nói. Nếu con thực sự không bị đánh đến ngốc thì làm sao con biết cô ta quen hộ soái bảo vệ Lê Huy Long chứ? Ngụy Thái Phượng hỏi. Gần đây, Lê Huy Long đã đại bại quân địch, khiến cho thanh danh của anh ta trở nên vang dội đến mức cả thiên hạ đều biết. Vì thế, cô ta nói mình quen biết Lê Huy Long cũng không có gì kỳ quái cả, không phải sao? Chỉ là Lê Huy Long không biết cô ta mà thôi. Chúng ta cũng biết Lê Huy Long nhưng mà Lê Huy Long lại không biết chúng ta mà thôi. Đỗ Lượng nói. Ngụy Thái Phượng nhất thời như đã bừng tỉnh ra đại ngộ, thì ra là như vậy, mẹ hiểu rồi. Vậy thì mẹ còn biết quốc vương của Long Quốc đấy. Các người sai rồi, tôi không chỉ biết Lê Huy Long, mà tôi còn biết người vợ Chu Nhược Mai của Lê Huy Long. Hơn nữa, Lê Huy Long và vợ Chu Nhược Mai cũng biết tôi. Triệu Vũ Ngọc nói, vợ của Lê Huy Long là người đẹp nhất của thành phố Quốc Hòa, cô ta có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, chúng ta cũng quen biết. Nhưng mà, cô nói Lê Huy Long và Chu Nhược Mai cũng biết cô, có quỷ mới tin cô. Đỗ Lượng nói, tin hay không thì tùy mấy người, không giấu gì các người. Từ khi tôi và anh trai của mình từ thành phố Quốc Hòa đến, chúng tôi đã làm việc ở tập đoàn Galaxy của Chu Nhược Mai, vợ của hộ soái bảo vệ. Triệu Vũ Ngọc nói. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nghe Triệu Vũ Ngọc nói như vậy thì nhất thời sửng sốt. Bởi vì lúc trước Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ cũng từng nói qua, hai anh em bọn họ đến từ thành phố Quốc Hòa. Hơn nữa, bọn họ còn làm việc trong một tập đoàn lớn. Ngoài ra, bọn họ còn quen biết nữ tổng giám đốc của tập đoàn kia. Chẳng lẽ nữ tổng giám đốc mà bọn họ đã nói đến chính là Chu Nhược Mai sao? Nói đi, cô cứ tiếp tục nói đi. Đỗ Lượng ngược lại muốn nghe xem Triệu Vũ Ngọc tạo dựng câu chuyện này như thế nào. Chương 881 biết điều thì mau thả. Mọi người đều biết, tổng giám đốc của tập đoàn Galaxy chính là người vợ Chu Nhược Mai của hộ soái Lê. Chúng tôi chính là nhân viên dưới trướng vợ của hộ soái bảo vệ. Hơn nữa, anh trai tôi còn từng cứu mạng tổng giám đốc Chu, người vợ của hộ soái Lê. Cho nên, hộ soái Lê cũng biết chúng tôi, mà anh ấy còn có giao tình rất sâu sắc với chúng tôi. Triệu Vũ Ngọc nói. Cô cứ tiếp tục nói đi.
Đỗ Lượng nói. Triệu Vũ Ngọc nghe Đỗ Lượng bảo mình tiếp tục nói thì cô ấy lập tức tiếp tục nói, bởi vì chiến loạn ở thành phố Quốc Hòa cho nên tôi và anh trai của mình mới chạy trốn đến thành phố Vĩnh Thụy. Tối hôm qua, khi chúng tôi bị các người đuổi giết, lúc đầu chúng tôi đã định chạy trốn đến thành phố Quốc Hòa để tìm vợ của hộ soái bảo vệ. Nhưng mà, thật không ngờ các người lại bắt được chúng tôi. Tuy nhiên, vừa rồi, khi chúng tôi bị bắt, ở trên xe tôi đã lén lút gửi một tin nhắn để cầu cứu vợ của hộ soái bảo vệ để hộ soái Lê phái binh đến đây cứu chúng tôi. Nếu như không ngoài dự liệu của tôi, đội quân của hộ soái Lê sẽ lập tức đến cứu chúng tôi ngay thôi. Nếu các người thức thời thì mau chóng thả chúng tôi ra. Nếu không một khi đại quân của hộ soái lên đến, tất cả mấy người sẽ bị tiêu diệt thành cho bụi. Triệu Vũ Ngọc vì cứu Lê Tuyết Tương cùng Lê Tịnh Vi, còn có cả anh trai của cô ấy nữa. Cho nên cô ấy không tiếc đem nói chuyện mình đã lén lút gửi tin nhắn cầu cứu vợ của hộ soái bảo vệ ra. Lê Tuyết Tương nghe Triệu Vũ Ngọc nói như vậy, nhất thời kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, hỏi, hôm qua cháu và anh trai của mình nói có quen một nhân vật lớn, chẳng lẽ vị nhân vật lớn này lại chính là con trai tôi, Lê Uy Long sao? Đúng vậy, thím Lê, vị nhân vật lớn mà chúng cháu có nói đến chính là con trai của thím, hộ soái Lê. Triệu Vũ Ngọc nói. Vì sao hai người lại không nói cho thím biết từ sớm chuyên nhân vật lớn mà các người quen biết chính là Lê Uy Long chứ? Lê Tuyết Tương có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc vậy mà lại có giao tình với con trai Lê Uy Long của mình. Lúc ấy chúng cháu cũng không biết hộ soái Lê lại là con trai của thím, cho nên chúng cháu cũng không nói. Triệu Vũ Ngọc có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lê Tuyết Tương vậy mà lại là mẹ của Lê Uy Long. Lúc này, cuối cùng Ngụy Thái Phượng cũng không thể nhịn được nữa. Hai người vừa hát vừa ca thực sự đã diễn được một vở kịch rất chân thực. Nếu như, không phải tôi đã biết trước một người là bà bán rau, một người là đứa con gái vô gia cư, phải đi lang thang thì tôi thiếu chút nữa đã tin rồi. Đừng nghe bọn họ nói nhảm nữa, bọn họ chỉ muốn làm chúng ta hoảng sợ mà thôi. Vì bọn họ sắp chết cho nên mỗi người đến muốn có quan hệ cùng với Lê Uy Long. Mấy người nhanh bắt đầu tiêm cho bọn họ đi, không là bọn họ lại tiếp tục nói nhảm đấy. Đến lúc trời tối rồi lại không lấy được mắt của bọn họ. Đỗ Quang nói. Đúng vậy, mau lấy mắt của bọn họ ra và thay cho tôi đi. Đỗ Lượng cũng không thể chờ đợi được nữa rồi. Không ai tin lời Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc nói. Tất cả mọi người đều cho rằng hai người bọn họ đang cùng hợp tác với nhau để hợp tác lừa gạt người khác bằng cách dựng lên một vở kịch hay. Bọn họ khinh thường mà đi kiểm tra điện thoại di động của Triệu Vũ Ngọc, bọn họ cũng không muốn vẽ thêm nhiều chuyện. Bởi vì, bọn họ đều không tin, Triệu Vũ Ngọc chỉ một cô gái bình thường như vậy mà lại có giao tình với hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc. Hơn nữa, bọn họ lại càng không tin, Lê Tuyết Tương sẽ là mẹ của hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc. Nếu như bọn họ thực sự có quan hệ với hộ soái bảo vệ Lê Uy Long thì sao bọn họ có thể nghèo túng đến mức này chứ? Hai người còn sững sờ ra đấy để làm cái gì? Nhanh lên, mau tiêm cho bọn họ đi. Phu cơ nhìn thấy hai trợ lý của mình vẫn còn đang sửng sốt mà tức giận nói. Lúc này, hai người trợ lý đã kiểm tra xong kim gây mê trong tay. Nhưng vừa rồi sau khi nghe câu chuyện như thật của Triệu Vũ Ngọc, bọn họ đều cảm thấy có chút mê mẩn. Sau khi nghe phu cơ nói, bọn họ mới như tỉnh giấc và lấy lại tinh thần. Được, chúng tôi lập tức tiêm thuốc mê cho bọn họ đây. Để xem bọn họ còn có thể díu ra díu dít không ngừng nữa hay không. Một trợ lý nói xong thì lập tức nhắm kim tiêm vào cánh tay Lê Tuyết Tương. Một trợ lý khác cũng đã nhắm kim tiêm vào cánh tay Lê Tịnh Vi. Mà ngay lúc này, một chiếc xe jeep chạy nhanh như chớp đã chạy tới gần tòa nhà mục nát này. Người lái xe chính là đặc công Lại Nhi thuộc tổ đặc công xe đầu, người phụng mệnh đến cứu mẹ của Lê Uy Long. Chương 882 lý do. Mặc dù Lại Nhi lái xe nhanh như vậy, nhưng đến tận bây giờ mới tới nơi này là vì có một lý do khác. Bởi vì lúc mới bắt đầu, khi xảy ra đấu súng trên đường cao tốc nhà ga, cô ấy cũng không biết Lê Tuyết Tương là mẹ của Lê Uy Long, cho nên cũng không lập tức chạy tới đây. Sau đó, sau khi cô ấy đã điều tra thì cô ấy mới biết được Lê Tuyết Tương là mẹ của Lê Uy Long. Mấy người Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi, Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc đều đã bị người của Hách Diệp đưa đi. Cô ấy biết rằng chuyện này khác nghiêm trọng, cho nên đã báo cáo với Trương Minh Nguyệt trước. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lê Uy Long, người của Hách Diệp đã được một nửa đường rồi. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cô ấy còn phải chuẩn bị một ít súng đạn dược, cho nên lại mất thêm một chút thời gian. Cho đến khi cô ấy thực sự xuất phát, bọn người Hách Diệp đã đưa người đến Lâu Lạn Vĩ rồi. Có thể thấy,
khi mấy người Lê Tuyết Tương vừa được đưa đến Lâu Lạn Vĩ không lâu thì Lại Nhi đã đuổi đến đây thì tốc độ cũng xem như là đã rất nhanh. Lại Nhi là đặc công của tổ đặc công xe đầu cho nên kỹ năng lái xe của cô ấy vô cùng tốt. Nếu là người bình thường mà cho bọn họ thêm nửa giờ nữa thì chắc chắn bọn họ cũng không đến được phía tây Lâu Lạn Vĩ. Lúc này chung quanh Lâu Lạn Vĩ này đã tập kết hơn 1.000 người. Ban đầu Đỗ Quang đã sắp xếp 500 thuộc hạ đến đây canh gác. Sau đó, Hách Diệp lại mang theo hơn 500 người tới nơi này, cộng lại thì số lượng này đã vượt qua 1.000 người. Lúc này, Hách Diệp cũng đang ở dưới tầng mà chờ đợi. Những người này nhìn thấy một chiếc xe Jeep đang chạy nhanh đến thì đồng loạt tỏ ra kinh ngạc. Dừng lại! Không được tới đây! Lập tức dừng xe lại, nếu không chúng tôi sẽ lập tức nổ súng. Người của nhà họ Đỗ và Hách Diệp đều đồng loạt hô to. Hơn nữa, bọn họ còn cầm súng hướng về phía chiếc xe Jeep đang chạy đến. Còn Lại Nhi, khi cô ấy nhìn thấy lúc này ở Lâu Lạn Vĩ đang tụ tập hơn 1.000 người. Hơn nữa những người này đều cầm súng hướng về phía chiếc xe Jeep của mình thì cô ấy cũng không khách khí. Cô ấy lập tức hạ cửa sổ xe xuống rồi rút ra một khẩu súng trường tấn công và trực tiếp bắn vào những người đó. Bang bang bang, Lại Nhi một tay nắm vô lăng, một tay bắn về phía người của nhà họ Đỗ và người của Hách Diệp. Dù sao, cô ấy cũng phụng mệnh đến đây để cứu mẹ của hộ soái Lê. Hơn nữa, cô ấy còn phải ngăn cản người của nhà họ Đỗ trong 20 phút, vì vậy nếu còn không nổ súng giết người, cô ấy làm sao có thể ngăn cản hành động của nhà họ Đỗ chứ? Dám động đến mẹ của hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc, không cần hỏi cũng biết, nhất định là giết chết không cần luận tội. Người của nhà họ Đỗ và người của Hách Diệp đều bị tấn công một cách bất ngờ cho nên tất cả bọn họ đều không kịp đề phòng mà đồng loạt bị bắn ngã xuống đất. Tiếng súng bất thình lình này khiến người của nhà họ Đỗ và Vu Cơ trên tầng đều thấy hoảng sợ. Hai trợ lý đang chuẩn bị thêm cho Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi cũng nghe thấy tiếng súng đột nhiên vang lên thì lại sợ tới mức tay chân run rẩy. Và bọn họ lại tiếp tục để ống tiêm trong tay rơi xuống đất một lần nữa. Tại sao lại đột nhiên có tiếng súng vang lên như vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra ở dưới tầng vậy? Ngụy Thái Phượng khó hiểu hỏi. Nếu không ngoài dữ liệu của tôi, nhất định là đại quân của hộ soái Lê đã tới. Triệu Vũ Ngọc hưng phấn nói. Bởi vì cô ấy biết mình đã gửi tin nhắn cầu cứu cho Chu Nhược Mai. Hơn nữa, cô ấy còn gọi điện thoại nhắc nhở cô cho nên cô nhất định sẽ nhìn thấy tin nhắn đó. Mà lúc này lại đột nhiên vang lên tiếng súng kịch liệt như thế, ngoại trừ binh của Lê Uy Long. Còn có thể có ai đến cứu bọn họ đây? Người ở đây nghe Triệu Vũ Ngọc nói như vậy thì đồng loạt ngẩn ra một chút. Chẳng lẽ binh của Lê Uy Long thực sự đã tới đây sao? Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang và Đỗ Lượng, còn có Vu Cơ đều không rảnh để ý tới Triệu Vũ Ngọc. Bọn họ trực tiếp chạy đến bên cửa sổ để xem có chuyện gì. Đột nhiên xảy ra một cuộc đấu súng như vậy, cho nên lúc lấy mấy người còn đang giữ tay chân của Lê Tuyết Tương. Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc đều hoảng hốt và đồng loạt thả họ ra rồi chạy theo đến bên cửa sổ xem đã chuyện gì xảy ra. Chương 883 người áo đen. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc cũng biết đây là lúc nên chạy trốn. Nhưng hiện tại dưới tầng còn có một trận đấu súng, cho nên bọn họ cũng không dám vội vã chạy xuống tầng. Nếu như vội vàng chạy xuống tầng mà bị súng bắt phải, vậy thì chết chắc. Mà bọn họ cũng tò mò chạy đến cửa sổ để xem ai đã đến để cứu mình. Hai trợ lý phục hồi tinh thần, khi nhìn thấy mọi người đều chạy đến bên cửa sổ thì bọn họ cũng chạy theo đến bên cửa sổ để xem tình hình. Nhưng tất cả mọi người chỉ thấy một chiếc xe Jeep giống như một con ngựa hoang đứt dây chói đang từ xa xông thẳng tới. Trong xe Jeep có một người phụ nữ mặc áo đen có tư thế hiên ngang và mang theo sát khí đằng đằng mà một tay cầm vô lăng, một tay cầm súng. Lúc này, cô ấy đang bắn về phía những người dưới tầng từ cửa sổ xe. Còn những người của nhà họ Đỗ và Hách Diệp đều bị đánh đến không kịp trở tay. Lúc này, bọn họ đã rơi vào tình thế hỗn loạn và không hề có sức để đánh trả. Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy chỉ có một người phụ nữ mặc áo đen giết tới, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Cô ấy còn tưởng rằng là đại quân của Lê Uy Long tới đây, sao chỉ có một người phụ nữ mặc áo đen tới đây chứ? Trong lòng cô ấy cứ mơ hồ không hiểu, nếu chỉ một người phụ nữ mặc áo đen đến đây thì có thể làm được cái gì chứ? Có phải người kia được cử đến đây để chết cùng bọn họ hay không? Lê Tuyết Tương cũng cảm thấy có chút thất vọng. Vừa rồi, khi bà ấy nghe Triệu Vũ Ngọc nói như thật, bà ấy cũng cho rằng thật sự là con trai Lê Uy Long của mình cử một đại quân tới đây, nhưng thật không nghĩ tới chỉ có một người phụ nữ mặc áo đen. Mà Lê Tịnh Vi cũng cảm thấy thật kỳ lạ,
rốt cuộc người phụ nữ mặc áo đen này là ai vậy? Tại sao cô ấy lại giết người ở đây như vậy? Đỗ Quang, Đỗ Lượng và đám người Vu Cơ nhìn thấy có một người phụ nữ mặc áo đen có dáng vẻ hiên ngang đột nhiên chạy tới đây giết người thì cảm thấy vô cùng buồn bực trong lòng. Hơn nữa, bọn họ còn không biết rõ lai lịch của người phụ nữ mặc áo đen đột nhiên chạy đến đây rồi giết người lung tung, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhanh chóng đánh trả đi, đánh chết cô ta đi. Có chuyện gì vậy, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Ngụy Thái Phượng nhìn thấy mình bên này nhiều người như vậy mà lại loạn như cào cào. Hơn nữa, người của bọn họ cũng không có đáp trả, cho nên bà ta thấy vô cùng tức giận mà lớn tiếng quát. Vừa rồi khi nghe được Triệu Vũ Ngọc nói là đại quân của Lê Uy Long tới, trong giây đó bà ta còn tưởng là thật. Nhưng bây giờ lại chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo đen đến, bà ta cũng lập tức biết mình đã bị Triệu Vũ Ngọc lừa rồi. Nếu như thật sự là đại quân của Lê Uy Long tới, tuyệt đối sẽ không chỉ có một người tới. Mà bà ta cũng không muốn biết người phụ nữ mặc áo đen đột nhiên chạy tới đây rồi giết người này là ai. Trước tiên phải tiêu diệt cô ấy rồi hãng nói sau. Hơn nữa, nhìn người phụ nữ mặc áo đen này cũng không giống người của Cục Công an thành phố, bởi vì người của Cục Công an thành phố chắc chắn sẽ không lái xe Jeep đến đây như vậy, bọn họ sẽ lái xe chuyên dụng của Cục Công an đến đây. Mà cho dù người phụ nữ mặc áo đen này có thực sự là người của Cục Công an thành phố, nhưng cô ấy dám đến phá hỏng chuyện tốt của bà ta thì bà ta chắc chắn cũng sẽ giết chết không tha. Dù sao bà ta là con gái của bộ trưởng, giết chết một nữ cảnh sát giả thì có ai dám làm gì bà ta chứ? Hách Diệp ở dưới tầng nghe thấy Ngụy Thái Phượng hét lớn từ trên tầng thì lập tức phục hồi tinh thần đồng thời cũng tức giận mà hô to, mau nổ súng, giết chết cô ta đi. Những thuộc hạ mang theo súng nghe thấy mệnh lệnh của Ngụy Thái Phượng và Hách Diệp thì cũng như bừng tỉnh trở lại. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt hướng về chiếc xe Jeep mà đồng loạt nổ súng một cách điên cuồng. Tách tách tách, đột nhiên đột ngột, bang bang bang. Các loại tiếng súng kịch liệt vang lên, vô số viên đạn giống như con trâu chấu bay về phía chiếc xe Jeep của Lại Nhi. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc thấy tình huống này, đều bị dọa tới mức hoảng sợ. Nhiều viên đạn bay tới như vậy, chẳng phải người phụ nữ mặc áo đen kia sẽ trở thành cái tổ ong hay sao? Mặc dù bọn họ không biết người phụ nữ mặc đồ đen, bọn họ cũng không muốn cô ấy bị giết. Dù sao, hình như người phụ nữ mặc áo đen anh dũng này tới đây để cứu bọn họ. Chương 884 xe chống đạn. Lại Nhi nhìn thấy vô số viên đạn bay về phía mình, cô ấy cực kỳ hoảng sợ, vội rụt tay cầm súng về. Păng păng păng. Vô số viên đạn bắn vào tấm kính chắn gió, phát ra từng đợt tiếng vang. Nhưng đạn không thể bắn xuyên qua tấm kính của xe Jeep. Hơn nữa lần lượt rơi từ tấm kính chắn gió xuống. Xe Jeep của Lại Nhi là xe chống đạn. Người nhà họ Đỗ, Hách Diệp và những thuộc hạ đó nhìn thấy xe Jeep của Lại Nhi chống đạn thì đều run sợ. Không ai ngờ rằng xe Jeep của Lại Nhi lại chống đạn. Họ tưởng đợt nổ súng bất ngờ này, chắc chắn Lại Nhi sẽ bị đánh tan tành, máu bắn tung tóe tại chỗ, nhưng không ngờ xe Jeep của cô ấy lại chống đạn. Tổ đặc công xe đầu phải chấp hành nhiệm vụ thập tử nhất sinh, thường xuyên gặp nguy hiểm. Nên trang bị của họ vô cùng tinh xảo, đương nhiên phương tiện giao thông phải trải qua sự xử lý đặc biệt, có sẵn công năng chống đạn. Muốn bồi dưỡng một đặc công xe đầu xuất sắc không hề dễ dàng, tổ chức sẽ không để họ dễ dàng hy sinh, sẽ chuẩn bị cho họ trang bị tốt đẹp. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy xe Jeep của Lại Nhi chống đạn, ai cũng vừa mừng kinh ngạc vừa vui mừng. Vừa rồi họ đều tưởng chắc chắn Lại Nhi sẽ chết, không ngờ xe Jeep của cô ấy lại chống đạn. Mau bọc đánh bên hông xe chống đạn của cô ta, Hách Diệp lập tức nói. Những thuộc hạ của gã ta và những thuộc hạ của nhà họ Đỗ lập tức giải tán, bọc đánh hai bên. Lúc này Lại Nhi chỉ hạ cửa sổ xe trong buồng lái xuống, cửa sổ xe còn lại đều đóng chặt, nên cô ấy không sợ họ bọc đánh bên hông. Lúc này, cô ấy nhìn thấy bên trái có một nhóm người chạy đến bọc đánh, lập tức rút súng trường tấn công ra, từ cửa sổ bắn về phía họ. Păng păng păng. A a a. Người bọc đánh từ bên trái lần lượt bị súng bắn trúng ngã xuống đất. Lúc này, đội ngũ ở bên phải cũng bắt đầu điên cuồng bắn về phía Lại Nhi. Đoàng đoàng đoàng, păng păng păng. Viên đạn bắn vào xe Jeep lần lượt rơi xuống, vốn dĩ không thể làm Lại Nhi bị thương. Chiếc xe Jeep này là xe chống đạn thì không chỉ có tấm kính che gió chống đạn, cửa sổ xe đương nhiên cũng chống đạn. Lúc này, Lại Nhi cũng nhìn thấy người nhà họ Đỗ nhìn từ lầu 3. Cô ấy rất muốn trực tiếp nổ súng bắn chết họ,
nhưng nhìn thấy mẹ của hộ soái bảo vệ Lê Uy Long, Lê Tuyết Tương và con gái của Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi cũng ở trong số đó, cô ấy không dám nổ súng về phía họ nữa. Nếu như bắn về phía cửa sổ lầu 3, chắc chắn sẽ giết luôn cả Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi. Nếu mẹ và em gái của hộ soái bảo vệ bị bắn chết, cô ấy chết 100 lần cũng khó đền tội. Bây giờ nhìn thấy Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi vẫn bình an vô sự, lại Nhi yên tâm rồi. Chỉ cần mình có thể giữ chân được những người nhà họ Đỗ, không để họ móc mắt của Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi, đại quân của hộ soái Lê sẽ đến trong vòng 20 phút. Chỉ cần đại quân của hộ soái Lê đến, những người này đều sẽ tan thành mây khói. Soái mẫu đừng hoảng loạn, lại Nhi đến cứu bà. Đợi lát nữa hộ soái Lê sẽ đích thân dẫn đại quân đến cứu bà. Lại Nhi thét lớn về phía Lê Tuyết Tương. Nhưng bây giờ tiếng súng không ngừng, người trên lầu vốn dĩ không nghe rõ Lại Nhi đang hét cái gì. Mau dùng hỏa lực phong tỏa cô ấy, đừng để cô ấy nổ súng. Hách Diệp nhìn thấy nhiều thuộc hạ bị Lại Nhi đánh chết, gã ta thét lớn một cách nhớn nhác. Những thuộc hạ bên cạnh gã ta lập tức tỉnh ngộ, nhao nhao nổ súng về phía tay trái cầm súng của Lại Nhi. Đoàng đoàng đoàng. Đùng đùng đùng. Păng păng păng. Chương 885 vẫn tập kích. Từng đợt tiếng súng vang lên, vô số viên đạn bắn về phía tay trái cầm súng của Lại Nhi. Tốc độ viên đạn quá nhanh, Lại Nhi vội thu tay trái về, súng trường tấn công trong tay rơi ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng, trong xe cô ấy còn rất nhiều súng ống, rơi một thanh súng cũng không có vấn đề gì. Vì thuộc hạ của nhà họ Đỗ và thuộc hạ của Hách Diệp cộng lại hơn 1.000 người. Vừa rồi tuy bị Lại Nhi đánh trở tay không kịp, hàng chục người bỏ mạng, nhưng bây giờ vẫn còn khoảng 1.000 người. Lúc này, họ nhìn thấy Lại Nhi đã không dám thò súng ra bắn nữa, bèn vừa dùng hỏa lực phong tỏa cô ấy, vừa tiếp tục vây bên trái tập kích cô ấy. Nhưng, khi họ vây ở bên trái, nổ súng vào Lại Nhi đã đóng cửa sổ xe ở vị trí lái rồi. Păng păng păng. Viên đạn bắn vào cửa sổ xe, sau đó lần lượt rớt xuống. Lại Nhi ở trong xe không hề bị tổn hại. Nhưng lúc này, Lại Nhi đã bị thuộc hạ của nhà họ Đỗ và thuộc hạ của Hách Diệp bao vây, cô ấy không thể mở cửa sổ xe nổ súng nữa. Chỉ cần cô ấy mở cửa sổ ra thì sẽ bị đánh tan tành. Nếu đã không thể nổ súng vào họ, Lại Nhi đành phải đạp mạnh ga, xông về phía những người đó. Xe Jeep của Lại Nhi xông thẳng đâm ngang như một con bò rừng, tông vào khiến thuộc hạ của nhà họ Đỗ và thuộc hạ của Hách Diệp lật ngửa. Thậm chí có người trực tiếp bị tông bay lên. Hách Diệp nhìn thấy đạn vốn dĩ không thể bắn xuyên chiếc xe Jeep này, còn cô gái trong xe lại lái xe đâm chết và làm bị thương nhiều người của mình như thế, lúc này, trán gã ta toát đầy mồ hôi. Mau lên xe, dùng xe đâm vào xe cô ta, đâm chết cô ta. Bây giờ Hách Diệp đã không để ý đến Lại Nhi nữa, gã ta đành phải để thuộc hạ dùng xe đâm vào xe cô ấy. Sau khi lên xe, những thuộc hạ này nhanh chóng nổ máy. Điên cuồng đâm vào xe Jeep của Lại Nhi. Lại Nhi thấy nhiều xe điên cuồng đánh về phía mình như vậy, cô ấy không hoảng loạn, dùng kỹ năng lái xe cao cấp thành thạo né trái né phải, khiến xe của đối phương nhao nhao đâm vào nhau. Bởi những thuộc hạ này quá điên cuồng, lúc tự đâm vào nhau, có vài chiếc xe hỏng và vài người chết ngay tại chỗ. Rốt cuộc cô gái ở phía dưới là ai? Ngụy Thái Phượng cắn răng cắn lợi nói. Mẹ, vừa rồi hình như con nghe cô ấy thét, soái mẫu đừng hoảng loạn. Gì đó, Lại Nhi đến cứu mẹ rồi. Chắc cô ấy tên Lại Nhi, Đỗ Quang nói. Mẹ không hỏi tên của cô ấy, không cần biết cô ấy tên gì, mẹ chỉ muốn biết rốt cuộc cô ấy có thân phận gì, tại sao lại dũng mãnh như vậy. Ngụy Thái Phượng nói. Vừa rồi tôi cũng nghe thấy cô ấy thét, soái mẫu đừng hoảng loạn, soái mẫu là gì vậy? Đỗ Quang cũng nghi ngờ khó hiểu. Lúc này, Triệu Vũ Ngọc nói, ý nghĩa của soái mẫu là mẹ của hộ soái. Vừa rồi cô ấy cũng nghe thấy câu Lại Nhi thét lớn. Cái gì mà soái mẫu của hộ soái, đừng giở trò này với tôi. Ngụy Thái Phượng nói một cách tức giận. Câu sau đó cô ấy nói là gì? Ngụy Thái Phượng hỏi một cách không vui. Câu sau đó của cô ấy là, đợi lát nữa hộ soái Lê sẽ đích thân dẫn đại quân đến cứu bà. Triệu Vũ Ngọc nói. Gì mà hộ soái Lê, cô đừng nói bừa, lấy Lại Nhi để dọa tôi. Vừa rồi Ngụy Thái Phượng không nghe rõ lời Lại Nhi nói. Tưởng Triệu Vũ Ngọc lại bắt đầu nhân cơ hội bịa đặt, muốn lấy Lại Nhi để dọa bà ta. Tin hay không tùy bà, tôi bấm tay tính toán, lát nữa đại quân của hộ soái Lê sẽ đến. Triệu Vũ Ngọc cố ra vẻ cao thâm, cô ấy nói. Vừa rồi cô ấy nghe thấy câu Lại Nhi thét lớn, thì biết cô ấy là người Lại Nhi phái đến.
Nếu như không phải Lại Nhi phái người đến, ai lại đến đây liều chết để cứu giúp? Lê Tuyết Tư nghe thấy Triệu Vũ Ngọc nói như vậy, trong lòng bà ấy không khỏi vui mừng kinh ngạc, lẽ nào thật sự là con trai mình phái người đến cứu? Chương 886 muốn tiêu diệt. Dưới lầu đang xảy ra cuộc chiến kịch liệt, Phù Cơ và hai trợ thủ đó đã không còn tâm trạng làm phẫu thuật nữa. Đương nhiên, người nhà họ Đỗ cũng không ép họ làm phẫu thuật mắt, tiêu diệt cô gái áo đen đó trước, rồi từ từ làm phẫu thuật cũng không muộn. Lại Nhi đánh trái đánh phải, tông bay rất nhiều xe. Rất nhiều xe đều bị chiếc xe Jeep đặc biệt gia công này của cô ấy tông đến mức không nhận ra gương mặt. Bởi vì xe của đối phương quá nhiều, sau khi Lại Nhi đánh trái đánh phải một lúc thì không còn không gian có thể né nữa. Lúc này, vô số xe ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám phía, cô ấy vốn dĩ không còn chỗ để tránh. Nếu như không né tránh, xe Jeep của cô ấy bị bốn phía kẹp giữ, có thể sẽ bị tông vỡ. Trong lúc nguy cấp, Lại Nhi đành đạp mạnh ga, xông về phía chiếc Lexus đối diện. Ầm, một tiếng vang lớn, chiếc xe Lexus đó bị tông bay đi, đầu xe bay lên, người trong buồng lái đó bỏ mạng tại chỗ. Còn xe Jeep của Lại Nhi vô cùng kiên cố, không có tổn hại gì quá lớn. Hàng trăm ngàn chiếc Lexus này sao có thể so với xe Jeep quốc tế đã trải qua gia công đặc biệt được. Lại Nhi tông bay xe Lexus ở trước mặt xong, cô ấy tiếp tục tăng tốc tiến về phía trước. Vì xe Jeep của Lại Nhi đã rời khỏi vị trí ban đầu, nên những chiếc xe bay quanh Lại Nhi từ bốn phương tám phía đó không kịp phanh xe, lần lượt đâm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn mãnh liệt, rất nhiều tài xế bỏ mạng tại chỗ. Tuy lần va chạm này khiến thuộc hạ nhà họ Đỗ và Hách Diệp tổn thất không ít xe, nhưng họ vẫn còn rất nhiều xe. Nhìn thấy Lại Nhi đột phá vòng vây ra ngoài, họ lập tức đuổi theo ở phía sau. Lại Nhi đã khiến họ tổn thất nặng nề, không những khiến họ mất rất nhiều anh em, còn khiến họ tổn thất rất nhiều xe sang, họ tuyệt đối sẽ không để Lại Nhi chạy thoát. Nhưng Lại Nhi vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ chạy thoát. Cô ấy tuân lệnh kéo dài thời gian, bây giờ đại quân của hộ soái Lê vẫn chưa đến, sao cô ấy có thể chạy khỏi trận chiến được. Nhìn thấy chiếc xe phía sau ùn ùn kéo đến, cô ấy đánh tay lái sang một bên, hạ cửa sổ xe xuống, mau chóng rút một thanh súng tiểu liên ra, bắn về phía những chiếc xe điên cuồng đuổi theo đó. Đoàng đoàng đoàng. Từng loạt đạn bắn ra, lần lượt bắn vào tấm kính chắn gió của những chiếc xe đó. Păng păng păng. Kính chắn gió của những chiếc xe đó lần lượt bị bắn vỡ. A a a. Người trong xe bị trúng đạn, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu bắn tung tóe tại chỗ. Tuy tài xế của những chiếc xe đó bỏ mạng tại chỗ, nhưng không phanh xe lại, những chiếc xe đó vẫn bay về phía Lại Nhi. Lại Nhi vội đóng cửa xe lại, đồng thời đạp mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe rời khỏi chỗ ban đầu. Những chiếc xe không có ai phanh đó lần lượt đâm vào những thuộc hạ của nhà họ Đỗ vây quanh tòa nhà thi công bị bỏ hoang. Không phải mọi người đều lên xe, xung quanh có rất nhiều người đứng ở một bên nhìn. A a a, những thuộc hạ nhà họ Đỗ bị xe đâm trúng đó nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, thương vong vô số. Người nhà họ Đỗ ở trên lầu quan sát trận chiến, nhìn thấy nhiều người vây đuổi Lại Nhi như vậy, họ không quan tâm đến cô ấy nữa, mà bắt đầu có chút hoảng loạn. Cô gái áo đen này dũng mãnh như vậy, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Triệu Vũ Ngọc đã căm hận đến mức rắn răng cắn lợi. Đúng vậy, chúng ta không thù không oán với cô gái này, tại sao cô ta lại đến đây làm loạn? Đỗ Quang cũng nói một cách nghi ngờ khó hiểu. Liệu có phải cô ta thật sự được Lại Nhi phái đến không? Đỗ Lượng nói với vẻ hơi lo lắng. Không thể nào, Lại Nhi đường đường là đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long Quốc, sẽ không quan tâm những chuyện vặt vãnh này. Triệu Vũ Ngọc lập tức phủ định. Nhưng nếu như bà lão bán rau này thật sự là mẹ của Lại Nhi thì sao? Đỗ Lượng nói. Chương 887 không nghĩ ra. Điều này không thể nào. Đường đường là hộ soái bảo vệ, sao có thể lại bán rau? Mẹ đã sớm nghe nói mẹ của Lại Nhi đã chết từ lâu rồi. Triệu Vũ Ngọc nói. Bà ta là con gái của bộ trưởng, cũng nghe nói một vài chuyện nhà của Lại Nhi, biết mẹ Lại Nhi đã sớm qua đời rồi. Vậy con cũng nghĩ không thông, tại sao cô gái áo đen này lại xông vào đây làm loạn? Đỗ Lượng nói. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy Lại Nhi một chấp một ngàn, càng chiến đấu càng dũng cảm, trong lòng họ vô cùng kinh ngạc vui mừng. Cô gái này không thua cánh mày râu, một mình chấp một ngàn kẻ thù, tay nghề điêu luyện, thật sự là một mãnh tướng hiếm có. Lê Tuyết Tương cảm thán. Hách Diệp nhìn thấy không ngừng có thuộc hạ chết dưới tay của Lại Nhi, gã ta đã sớm vô cùng tức giận.
nhưng xe Jeep của Lại Nhi chống đạn, hơn nữa vô cùng kiên cố, cửa sổ xe vừa đóng lại thì ngăn cách với đạn, gã ta cũng không biết làm sao với cô ấy. Lúc này, Lại Nhi vẫn không ngừng đánh trái đánh phải, đâm vào vô số chiếc xe khiến chúng thay đổi hoàn toàn, bị lật nghiêng sang một bên. Nhìn thấy xe của Lại Nhi ngang ngược không kiêng dè như vậy, Hách Diệp đột nhiên nghĩ ra cách dùng súng bắn vào lốp xe. Kính xe chống đạn, nhưng lốp xe chưa chắc chống đạn. Thế là gã ta lập tức thét lớn, mau nổ súng, bắn vào lốp xe của cô ta. Sau đó, gã ta dẫn đầu nổ súng vào lốp xe Jeep của Lại Nhi. Păng păng păng. Những thuộc hạ đó cũng tỉnh ngộ, nhao nhao nổ súng vào xe Jeep của Lại Nhi. Păng păng păng. Đoàng đoàng đoàng. Vô số viên đạn bay về phía lốp xe Jeep của Lại Nhi. Lại Nhi lập tức hoảng loạn, cô ấy có kỹ năng lái xe tuyệt thế cũng không thể né tránh loạt đạn dày đặc này. Lốp xe Jeep bị vô số viên đạn bắn trúng, bốn lốp xe đều bị bắn thủng. Lốp xe bị thủng, xe Jeep không thể lái bình thường được nữa, không thể phát huy ra uy lực vốn có. Hách Diệp và thuộc hạ của gã ta, còn có thuộc hạ của nhà họ Đỗ nhìn thấy cuối cùng xe Jeep của Lại Nhi cũng bị nổ lốp xe và không chạy được nữa, họ đều vô cùng vui mừng. Lần này, xem cô ấy chạy đi đâu. Mau lái xe qua đó, đâm chết cô ta. Hách Diệp thét lớn một cách hưng phấn. Bởi vì xe Jeep của Lại Nhi chống đạn, tuy lốp xe bị bắn thủng, nhưng đạn vẫn không thể làm bị thương người trốn trong xe như cô ấy. Hách Diệp đành phải mệnh lệnh thuộc hạ lái xe đâm chết cô ấy. Những thuộc hạ đó nghe thấy mệnh lệnh của Hách Diệp, lập tức nhao nhao lái xe đâm về phía xe Jeep của Lại Nhi. Lại Nhi nhìn thấy vô số chiếc xe ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám phía, trong lòng cô ta lập tức hoảng sợ. Nếu như dừng ở tại chỗ, xe Jeep của mình chắc chắn sẽ bị tông dẹp, mình ở trong xe cũng sẽ bị kẹp chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lại Nhi quyết đoán kịp thời, cầm một thanh súng trường tấn công, nhanh chóng mở cửa xe ra, nhảy ra ngoài xe. Păng păng păng, Hách Diệp đứng ở bên cạnh xe Jeep, không ngừng bắn ra xung quanh. A a a, những người xung quanh đều không ngờ rằng Lại Nhi lại đột nhiên nhảy ra khỏi xe Jeep chống đạn, rất nhiều người bị trúng đạn, nhao nhao kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống đất. Những người đang lái xe đâm về phía đó cũng bị đạn bắn thủng kính chắn gió, lần lượt trúng đạn bỏ mạng. Nhưng vẫn giống trước đó, tuy những người lái xe này đã chết, nhưng xe họ lái vẫn xông về phía trước, tấn công Lại Nhi từ bốn phương tám phía. Có vài tài xế không bị đạn bắn trúng căm hận Lại Nhi thấu xương, đạp mạnh ga tiếp tục đâm vào cô ấy. Họ đều muốn trực tiếp đâm Lại Nhi tan xương nát thịt, để giải đi mối hận trong lòng họ. Họ đã bị Lại Nhi chọc tức đến mức gần phát điên, bị hận thù làm mù mờ đầu óc, nên không màng gì nữa. Chương 888 nổ xe. Lúc này, Lại Nhi cũng không thể nào tiếp tục đứng yên một chỗ mà nổ súng nữa, nếu không, đương nhiên là sẽ bị bắn vỡ nát như cái bánh thịt. Cô ấy nhắm chuẩn vào một khe hở, dùng vận tốc lớn nhất có thể, chạy cực kỳ nhanh, vù vù như bay lao đi. Bỗng, hai chiếc xe chạy qua. Phanh, phanh, phanh. Chiếc xe Jeep đâm vào Lại Nhi, rầm rầm từng đợt phát ra vô số tiếng nổ mạnh. Chiếc xe Jeep vô cùng chắc chắn vậy mà bị đâm cho biến dạng, méo mó rồi bốc cháy. Mấy chiếc xe Jeep lao ra còn bị va chạm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn bốc cháy ngay lập tức. Phía sau cũng có không ít những chiếc xe nối đuôi nhau tông vào đuôi xe, tất cả đều bị va đập dẫn đến tổn thất nghiêm trọng, không cách nào rời đi. Oanh, chiếc xe Jeep Lại Nhi đang ngồi đột nhiên nổ tung. Bên trong xe của cô ấy chứa đầy súng ống đạn dược, một khi đống đạn ấy bị nổ, uy lực của chúng không phải tầm thường, mạnh tới mức xe cộ quanh đó cũng bị nổ tung theo. Số người có mặt quanh đấy chẳng ít, từng ấy người đều bị nổ tung. Rất nhiều chiếc xe bị bay về phía sau. Lại còn xảy ra việc bị nổ tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, ánh lửa ngút trời, người xung quanh trốn không kịp bị nổ bay cả người lên. Lâu Lạn Vĩ hoàn toàn thay đổi, vô số tiếng gào khóc thảm thiết, máu thịt văng tung tóe, thi thể người chết rơi lả tả trên đất. Bất thình lình xảy ra một trận nổ vô cùng mạnh mẽ đã vượt ra khỏi dự kiến của tất cả mọi người. Tuy Lại Nhi không thể lấy hết đạn trong xe Jeep ra nhưng có thể dẫn tới một trận nổ khổng lồ như vậy cũng đáng. Mảnh vỡ sau trận nổ bay đầy trời, trên tầng lầu nhà họ Đỗ, Phu Cơ và hai cấp dưới của ông ta sợ tới mức tranh thủ thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ xuống. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc vội vàng chạy về phòng, tránh xa cửa sổ. Trận nổ liên hoàn kết thúc, có đến hơn 100 người thương vong,
hầu hết những chiếc xe có mặt tại đó đều bị hủy khiến cho nhà họ Đỗ và Hách Diệp đều bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Còn lại Nhi, trước khi vụ nổ xảy ra cô ấy đã nhanh chóng chạy ra xa. Khi những chiếc xe nổ tung liên hoàn, cô ấy đã kịp thời nằm sấp xuống. Sau khi tiếng nổ chấm dứt, cô ấy lập tức đứng lên từ mặt đất sau đó cầm cây súng trường trên tay, không ngừng chĩa súng bắn vào những kẻ đang kinh hoàng sau tiếng nổ, vắt chân lên cổ mà chạy. Păng păng păng. A, a, a. Mấy tên đang chạy trối chết đó nhao nhao ngã xuống mặt đất, tay chân hay những bộ phận khác trên cơ thể bị trúng đạn đau đớn khôn cúng, kẻ nào cũng phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Vì vụ nổ liên hoàn vừa rồi dẫn đến việc mọi người bị khủng hoảng tinh thần nên những người đó chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh để bảo vệ tính mạng của mình, không ngờ lại Nhi lại nổ súng về phía bọn họ một cách mau chóng như vậy, bọn họ đều vội vàng, gấp gáp chưa kịp chuẩn bị gì hết, bị đánh cho trở tay không kịp. Đừng chạy nữa, tranh thủ thời gian nổ súng, giết chết cô ta. Hách Diệp trốn trong nhà nhìn thấy lại Nhi ra tay mạnh bạo, đại khai sát giới mà người của mình chỉ cố gắng chạy trốn, thở hổn hển hét lớn. Những tên còn chưa chết nghe thấy tiếng hét của Hách Diệp lập tức tỉnh táo, thi nhau nổ súng vào lại Nhi. Rầm rầm rầm, păng păng păng, những tiếng súng kịch liệt lại vang lên trong lâu lạn vĩ. Tuy vừa nãy đã có không ít kẻ bị lại Nhi bắn chết nhưng đội ngũ của nhà họ Đỗ và Hách Diệp có tổng cộng hơn 1000 người, trừ dần đi thì giờ đây cũng phải có nhiều hơn 800 người. Có điều, trong 800 người này có rất nhiều người không có súng, chỉ có gậy sắt, côn sắt, dao bầu hay các loại hung khí khác. Người có súng trên tay chắc cũng chỉ có hơn 200 người. Nhưng mà dù sao thì 200 người cũng nhiều hơn một người vô cùng, 200 người ấy đều nã súng vào lại Nhi trong cùng một lúc, cô ấy có mạnh đến đâu thì cũng không thể chịu đựng nổi. Cô ấy chỉ có thể không ngừng thay đổi vị trí của mình, dựa vào những chiếc ô tô vừa bị nổ hỏng làm vật che chắn, tìm cơ hội bắn trả. Chương 889 không thể hy sinh. Một trận đấu súng một mình địch cả hơn 200 người là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần lơ đãng một chút thôi, không cẩn thận một chút thôi cũng có khả năng trúng đạn mà mất mạng tại chỗ. Nhiệm vụ của Lại Nhi là ngăn cản kẻ địch, đợi đoàn quân của Lê Uy Long đến mà không phải là dùng sức mạnh của một mình tiêu diệt bọn họ. Hiện tại đoàn quân của Lê Uy Long vẫn chưa tới, cô ta không thể dễ dàng hy sinh, nếu thấy có cơ hội thì cô có thể đánh một lúc nếu không có cơ hội thì chạy về phía sau xe. Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng. Phu Cơ và những người trợ thủ khác còn phụ trách bắt đám người Lê Tuyết Tương lên lầu, khi thấy tiếng nổ mạnh đã không còn nữa, dưới lầu lại vang lên tiếng bắn súng, bọn họ nhao nhao đứng lên tiếp tục quan sát tình hình trận chiến phía dưới thông qua một ô cửa sổ. Sau khi Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi chạy vào trong phòng thì thấy Triệu Đình Vũ vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch. Anh, Triệu Vũ Ngọc thấy anh mình đang hấp hối thì vô cùng đau lòng. Đình Vũ, cháu không được ngủ, cháu phải kiên trì lên. Lê Tuyết Tương thấy Triệu Đình Vũ sắp chết thì cũng cực kỳ đau lòng. Anh Triệu, anh không thể chết được. Lê Tịnh Vi vừa khóc vừa nói. Lúc này, Triệu Vũ Ngọc mới nhớ ra Vu Cơ là bác sĩ nên xoay người nói với Vu Cơ. Bác sĩ, van cầu anh, máu cứu anh của tôi đi, mau truyền máu cho anh ấy, nếu không anh ấy thực sự sẽ chết mất. Cứu cái gì mà cứu, dù sao anh ta cũng chết thôi, Vu Cơ đương nhiên sẽ không cứu Triệu Đình Vũ. Tên Triệu Đình Vũ này vốn phải bị móc mắt sau đó giết chết. Cứu người trị thương là thiên chức của bác sĩ các anh mà, anh không thể thấy chết mà không cứu được. Triệu Vũ Ngọc nói, tôi là bác sĩ chợ đêm, chuyên lấy bộ phận cơ thể người khác. Việc không mang lại lợi ích gì, tôi không làm. Vu Cơ nói, tôi cầu xin anh mở lòng từ bi, mau cứu anh tôi đi, cứu anh tôi đi. Triệu Vũ Ngọc tiếp tục cầu xin. Ngoại trừ người anh này ra, cô chẳng còn người thân nào nữa. Anh chính là người thân duy nhất trên đời này của cô, nếu như anh chết đi thì cô cũng không biết phải sống tiếp thế nào nữa. Lúc này, Ngụy Thái Phượng đang quan sát trận chiến không nhịn được nói, ồn ào cái gì thế hả? Anh cô đánh hư mắt con trai tôi, chờ sau khi móc hết mắt của mấy người thì các người đều phải chết. Bây giờ cứu anh cô thì chẳng phải là chúng ta đang làm điều thừa thãi sao? Cô đừng có nằm mơ. Đội quân của hộ soái Lê sắp đến rồi, bây giờ các người nên dừng tay trước khi quá muộn. Nếu bây giờ các người cứu anh tôi, hơn nữa không móc mắt chúng tôi thì tôi có thể cầu xin hộ soái Lê, tha cho các người một mạng. Triệu Vũ Ngọc nói, cô ta tin tưởng Lê Uy Long nhất định sẽ phái người đến cứu. Bởi vì, cô ta đã nhìn ra, cô gái áo đen phía dưới kia chính là người của Lê Uy Long. Cô cho rằng tôi là ai, cầu xin hộ soái Lê tha cho chúng ta,
nói cứ như bản thân cô có quan hệ thân thiết gì với hộ soái Lê lắm nhỉ. Hơn nữa, hộ soái Lê hiện đang ở quốc hòa bận cử hành lễ tuyên thệ ấy, căn bản sẽ không quan tâm đến đám dân nhỏ như các người đâu. Ngụy Thái Phượng nói, lúc này, ở dưới lâu Lạn Vĩ, một mình Lại Nhi đối phó với hơn 200 tên cầm súng, tình thế ngày càng nguy hiểm. Cũng may đám thủ hạ này chỉ là bọn tạp nham, cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tuy bên phía bọn chúng có nhiều người nhưng khi gặp phải một người đã trải qua nhiều lần rèn luyện, những bài tập huấn luyện đặc thù trong tổ đặc công như Lại Nhi thì số người bị giết chết cũng không ít. Trên người cô có mấy băng đạn, bắn hết một băng thì cô lại đổi băng mới. Cứ bắn như thế, thanh súng trường tên tay Lại Nhi rốt cuộc hết đạn rồi. Khi cô ta trốn được ra phía sau xe, tính đổi băng đạn khác thì mới phát hiện băng đạn mang theo trên người cũng dùng hết rồi. Lại Nhi lâm vào tình trạng hoảng hốt, không có đạn sao có thể chiến đấu với họ được. Nhanh, mau vây cô ta lại, cô ta hết đạn rồi. Hách Diệp thấy Lại Nhi đột nhiên ngừng bắn rồi trốn đi thì đoán cô ta hết đạn rồi nên lập tức hô lớn. Đám tay chân kia cũng cảm thấy hình như Lại Nhi hết đạn rồi nên vừa nổ súng vừa áp sát lại gần cô ta. Lại Nhi nhiều người bên phía bọn họ như vậy, bọn họ sớm đã hận thấu xương đối với Lại Nhi, hận không thể lột da của cô, uống máu cô, chém cô ta ra thành trăm ngàn mảnh, băm thành thịt vụn. Lại Nhi bị đường đạn của đối phương ngăn cản, căn bản là không có cách nào mạo hiểm đi ra ngoài, cũng không thể trốn đi đâu được. Bây giờ tính mạng của cô đã rơi vào thế như ngàn cân treo sợi tóc, cô chỉ mong đội quân của Lê Uy Long có thể đến nhanh một chút. Lúc này, trên bầu trời thành phố Vĩnh Thụy, 100 chiếc máy bay chiến đấu bay nhanh trên bầu trời, xé gió mà đến, tựa như một bầy chim ưng dũng mãnh bay vụt qua bầu trời. Lê Uy Long ngồi trong phi cơ, mắt nhìn xuống mặt đất. Vừa nghĩ tới người nhà họ Đỗ muốn móc mắt của mẹ và em gái anh thì đôi mắt anh lại toát ra ý niệm muốn giết người, tựa như một con hổ dũng mãnh lao thẳng xuống núi. Chương 890 tức giận. Toàn bộ các tướng sĩ trên chiến cơ đều biết Lê Uy Long đi tới thành phố Vĩnh Thụy trước hết là bởi vì muốn cứu Lê Tuyết Tương, mẹ của mình. Bọn họ cũng biết, mẹ của hộ soái bảo vệ lúc này đang bị một thế lực khác ở địa phương gây khó dễ, nhằm lấy đi con mắt của bà ấy. Bọn họ đều vô cùng tức giận, tất cả đều mặt mày đằng đằng sát khí, trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể nhảy xuống ngay, giết chết đám người kia. Dám lấy đi con mắt của hộ soái bảo vệ, đây quả thực là muốn chết mà. Nhưng là, lúc này chiến cơ còn chưa tới tòa Lạn Vĩ trên không, nên bọn họ không thể nhảy dù mà xuống được. Lúc này, trong lâu Lạn Vĩ, đám người Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng đang ở trên lầu ba nhìn xuống. Sau khi nhìn thấy Lại Nhi tránh ở trên xe, không dám mạo hiểm bản thân mà đi xuống, còn đội ngũ của mình đã dần dần tạo thành thế bao vây cô ấy thì bọn họ đều tỏ ra vui mừng không thôi. Đã đến nước này rồi, để xem cô ta còn theo đấu với chúng ta thế nào được nữa. Ngụy Thái Phượng oán giận mở miệng nói. Đã giết chết nhiều người của chúng ta như vậy, lần này cho dù cô ta có mọc cánh cũng không thể bay nổi. Đỗ Quang cũng hung hăng nói. Đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy, một cô gái có tài như vậy, chẳng mấy chốc nữa lại bị đánh thành tổ ong vò vẽ mất rồi. Đỗ Lượng lại bày ra vẻ mặt luyến tiếc mà nói. Đáng tiếc cái gì, cô gái này hung ác như thế. Giết chết bao nhiêu người của chúng ta như vậy, có bị đánh thành tổ ong vò vẽ cũng đáng. Chỉ cần cô ta chết, là lập tức có thể lấy được con mắt của bọn họ, rồi làm phẫu thuật thay mắt cho con ngay. Ngụy Thái Phượng nói. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc thấy Triệu Đình Vũ sắp chết đến nơi, các cô đều không muốn đứng trên chiến cơ dưới lầu mà quan sát nữa. Các cô chỉ muốn được ở bên cạnh Triệu Đình Vũ trước khi anh ta chết. Các cô cũng biết, hiện giờ bản thân mình có trốn cũng không thể thoát nổi. Cứ cho là có thể chạy thì xuống đến dưới lầu cũng sẽ bị bắt lên thôi. Bây giờ các cô chẳng nghĩ ra nên đi đâu nữa rồi, chỉ muốn ở bên Triệu Đình Vũ. Mắt thấy những tay đấm kia càng ngày càng gần Lại Nhi, trong khi đang sắp nổ súng thẳng vào mặt để giết chết cô thì Lại Nhi đột nhiên lấy ra một quả lựu đạn từ trên người cô. Tuy bằng đạn trên người cô đã dùng hết, nhưng trên người cô vẫn còn mang theo quả lựu đạn. Đây là quả lựu đạn duy nhất cô mang theo bên người. Vốn dĩ. Cô còn mang theo một ít lựu đạn ở trên xe, nhưng vừa rồi chưa kịp mang ra, khi chiếc xe Jeep bị phá tan, những quả lựu đạn đó đều đã phát nổ. Quả lựu đạn cô đang cầm đây, chính là quả cô vẫn luôn tiếc không nỡ dùng. Nhưng hiện giờ đã ở giữa bờ vực sống chết, bây giờ mà không dùng, sau này cô cũng sẽ không có cơ hội dùng đến nữa. Vì thế, cô nhanh chóng kéo quả lựu đạn xuống, sau đó ném nó ra ngoài.
Những tay đấm đang lao nhanh về phía này đột nhiên nhìn thấy có một quả lựu đạn bay ra, tất cả đều sửng sốt, không hề kịp phản ứng nhận biết xem đây là món đồ gì. Đợi đến khi bọn họ hiểu được rằng đây chính là lựu đạn thì tất cả đều hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng mà, lúc này quả lựu đạn kia đã bắt đầu nổ tung tóe. Ầm. Một tiếng ầm lớn vang lên, sức nổ rất mạnh, tạo ra một trận máu thịt bay tứ tung. Không ít người trực tiếp bị nổ tan xác mà bay lên. Bọn họ đều cho rằng Lại Nhị đã hết đạn, cạn dầu, nhưng hoàn toàn không ngờ cô ta lại còn có một quả lựu đạn cầm tay, cho nên bọn họ đều đã bị nổ chết. A, ô, a. Có người bị nổ banh xác, có người đứt tay chân, tất cả đều ngã lăn ra đất, ào ào kêu lên thảm thiết. Trên lầu 1, chỉ huy tác chiến Hách Diệp và đám người Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng đang ở lầu 3 quan sát nhìn thấy vào thời điểm cuối cùng Lại Nhi lại có thể ném ra một quả lựu đạn thì nhất thời rơi vào hoảng sợ. Mặt mày trắng bệch. Vốn dĩ đám người kia của bọn họ có thể đánh Lại Nhị ra thành tổ ong vỏ vẽ, nhưng nào ngờ lại bị cô đảo ngược tình thế, giết chết. Bởi vì những tay đấm kia đều tụ cùng một chỗ, vô dụng đông đúc, nên vụ nổ mạnh này đã khiến ít nhất 30 người chết, 20 người bị thương nặng. Những người không bị thương bởi vụ nổ này, không sợ tới mức ngất ngay tại chỗ thì cũng đã chạy trối chết. Một tiếng nổ mạnh này cũng đã khiến Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc chạy ra cửa sổ. Nhìn thấy kết quả cuối cùng. Nhìn thấy những tay đấm kia bị nổ đến mức thịt nát xương tan bay ra tứ tung, các cô cũng yên tâm. Lại Nhi biết đối phương đã bị phá, cô lập tức rút ra hai con dao găm đút trong đôi giày da của mình ra, sau đó chạy nhanh từ phía sau xe ra ngoài. Hiện tại, súng của cô đã hết đạn, cô phải dấn thân vào nơi nguy hiểm để phản kích, đấu cận chiến với bọn họ. Những tay đấm kia còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần sau vụ nổ thì đã nhìn thấy một bóng dáng nhanh như ma đuổi vọt ra từ phía sau xe, lóe qua bên người mình. Người nào bị bóng dáng nhanh như ma kia lướt qua sát bên người thì đều cảm nhận được một tia lạnh lẽo ở bên cổ, sau đó máu tươi liền tuôn ra từ cổ của bọn họ. Sau đó, vẻ mặt của những người này đều là hoảng sợ, ào ào ngã xuống đất. Bọn họ vừa rồi chỉ thấy ánh sáng lạnh chợt lóe qua, chẳng kịp phản ứng. Cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì thì yết hầu đã bị lưỡi dao sắc bén cắt cho một đường rồi. Cắt đứt yết hầu của bọn họ, đương nhiên là con dao găm trong tay Lại Nhi. Lại Nhi thừa dịp những tay đấm này còn chưa kịp phản ứng, tiếp tục lao nhanh qua đám người, hai tay hai con dao găm không ngừng cắt qua yết hầu của bọn họ. A, a, a. Những người bị cắt đứt yết hầu kia lại ào ào kêu lên thảm thiết, sau đó đồng loạt ngã xuống. Mau bao vây cô ta, giết cô ta đi. Hách Diệp ở phía xa đã thấy Lại Nhi chạy đến, lập tức hét to lên. Lúc này, những người chưa bị cắt yết hầu nhìn thấy một bóng dáng lao nhanh giữa đám người, những ai bị cô lướt qua đều đồng loạt ngã xuống đất, thế nên cũng biết Lại Nhi chạy đến giết người. Tất cả bọn họ đều cực kỳ tức giận, nhao nhao vơ lấy cây gậy sắt, đao bầu, chen chúc nhau vọt về phía Lại Nhi. Bây giờ là lúc đánh cận chiến, súng lúc này đã không còn tác dụng gì nữa rồi, gậy sắt, đao bầu cuối cùng cũng phát huy được công dụng. Vừa rồi Lại Nhi đã đánh úp bất ngờ khi bên kia không đề phòng, đôi dao găm trên tay đã giết chết mấy chục người. Hiện tại, đối phương cũng còn khoảng 700 người. Đối mặt với sự vây công của hơn 700 người, mặt cô vẫn không đổi sắc, cầm trong tay hai con dao găm, đi lên nghênh đón bọn họ. Chương 891 bốn phía vây hãm. Trong phút chốc, ánh đào bóng côn, tia sáng lạnh lẽo lóe loạn, không ít người bị dao găm của Lại Nhi đâm vào, máu tươi văng tung tóe. Thế nhưng, số người của đối phương thật sự là quá nhiều, mỗi người đều giống như phát điên vậy, điên cuồng lao tới, Lại Nhi nhanh chóng bị nhóm người vây quanh ở giữa. Lại Nhi cầm dao găm trong tay, trái xông phải lao, trước sau xoay tròn trái phải, những người đến gần cô ấy đều bị cắt cổ họng. Đương nhiên, trong quá trình chiến đấu, cô ấy cũng bị không ít côn sắt đánh trúng, thậm chí còn bị chém trúng, máu tươi không ngừng chảy ra trên người cô. Nhưng mà, hiện tại chiến đấu đang kịch liệt. Mỗi phút mỗi giây đều có thể mất mạng, cô ấy hoàn toàn không cảm giác được đau đớn trên người. Cô ấy phụng mệnh hổ soái hộ quốc, trước tiên đến nơi này kéo dài hành động lấy mắt của nhà họ Đỗ, hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cô ấy cũng không dám dễ dàng chết đi. Cô ấy thỉnh thoảng bay lên bay xuống trên không, giống như bướm bay xuyên qua rừng hoa, không ngừng ám sát những tên côn đồ này. Trận chiến này của Lại Nhi so với trận chiến lần trước của Âu Dương Băng ở thung lũng Ngạc Na còn nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì tất cả những người này đều muốn giết cô ấy thật nhanh, mà lúc Âu Dương Băng chiến đấu ở thung lũng Ngạc Na, đám người Hoàng Chính Yên,
Tào Kim Lạc muốn bắt cô ấy, cưỡng hiếp cô ấy rồi mới giết. Cho nên, Âu Dương Băng ở thung lũng Ngạc Na tuy rằng đối mặt với mấy ngàn kẻ địch, nhưng cũng không có nguy hiểm như Lại Nhi ở tòa nhà chưa xây xong này. Kẻ địch ở thung lũng Ngạc Na, lúc đầu cũng không có định giết Âu Dương Băng, mà bây giờ kẻ địch ở tòa nhà đang xây dở này, ngay từ đầu đã muốn giết chết Lại Nhi. Lại Nhi vừa đến tòa nhà đang xây dở, cũng đã cùng kẻ địch trong tòa nhà đang xây dở tiến hành một cuộc đấu súng ngươi chết ta sống, cho đến khi bắn hết đạn, tiếp theo lại là trận chiến bằng dao tàn khốc. Bởi vậy có thể thấy được, Lại Nhi ở tòa nhà đang xây dở tuy rằng đối mặt với 1.000 kẻ địch, nhưng so với Âu Dương Băng ở thung lũng Ngạc Na đối mặt với mấy ngàn kẻ địch thì nguy hiểm hơn nhiều. Hách Diệp, Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng nhìn thấy bên này nhiều người mình như vậy, từ lúc bắt đầu đến bây giờ trải qua chém giết lâu như thế, không ngờ còn chưa thể giết chết được người phụ nữ áo đen này, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ áo đen này, thật sự là dán đánh không chết a. Người phụ nữ tử dưới lầu kia, báo danh hiệu ra. Ngụy Thái Phượng tức giận hô to, nhìn thấy người phụ nữ áo đen dưới lầu này dũng cảm thiện chiến như vậy, cô ta rất muốn biết cô ấy đến từ đâu. Lại Nhi giết chết mấy tên côn đồ trước mặt, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thái Phượng, quát lớn, tôi là người của tổ đặc công xe đầu Lại Nhi. Giọng nói của Lại Nhi vô cùng to, vô cùng vang dội, tất cả mọi người đều nghe được. Lại Nhi vì uy hiếp nhà họ Đỗ, kéo dài hành động của họ, đều không tiếc bại lộ thân phận của mình. Cứu mẹ của hổ soái mới là quan trọng nhất, thân phận bại lộ cũng không tiếc. Hy vọng rằng sau khi bọn họ biết danh tính thực sự của cô ấy, họ sẽ có một số lo lắng và ngừng hành động. Tuy nhiên, những tên côn đồ đó chỉ là những kẻ liều lĩnh, cũng không biết đặc công xe đầu là ai, vẫn phát động công kích điên cuồng với Lại Nhi. Bọn họ chỉ muốn giết Lại Nhi, báo thù thay cho những người anh em bị cô ấy giết chết. Lại Nhi chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Ngay cả Đỗ Quang, Đỗ Lượng cũng không biết đặc công xe đầu làm gì. Tuy nhiên, Ngụy Thái Phượng là con gái của bộ trưởng, cô ta đương nhiên nghe nói qua tổ đặc công xe đầu của Long Quốc, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo, chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Nghe Lại Nhi nói mình là đặc công xe đầu, Ngụy Thái Phượng đột nhiên sửng sốt một chút, sao lại có đặc công xe đầu tới nơi này quấy rối? Lê Tuyết Tương từng là con dâu của nhà họ Long ở Đế Đô, năm đó cô ta cũng từng nghe nói qua một tổ chức đặc vụ thần bí của Long Quốc gọi là tổ đặc công xe đầu. Nghe Lại Nhi nói cô ấy là đặc công xe đầu, bà ấy cũng cảm thấy hơi khó hiểu, đặc công xe đầu tới nơi này chiến đấu cùng với những tên côn đồ này làm gì? Chẳng lẽ cô ấy thật sự là do con trai của mình Lê Uy Long phái tới cứu mình? Nghĩ tới đây, Lê Tuyết Tương không khỏi có chút hưng phấn, bà ấy cảm thấy Lại Nhi thật sự có thể là do con trai hổ soái của mình Lê Uy Long phái tới đây. Sau khi biết được Lại Nhi là đặc công xe đầu, Lê Tuyết Tương hiểu vì sao Lại Nhi lại thiện chiến như vậy. Bởi vì, mỗi một người trong tổ đặc công xe đầu đều đã trải qua hàng trăm trận chiến, được tôi luyện ra, có thể không thiện chiến sao? Mẹ, đặc công xe đầu là gì? Đỗ Lượng tò mò hỏi. Đội đặc công xe đầu, là một tổ chức thần bí của Long Quốc, chuyên môn lẻn vào bên trong lòng kẻ địch, trộm tình báo. Ngụy Thái Phượng nói. Chẳng lẽ cô ấy thật sự là do Lê Uy Long phái tới đây? Đỗ Lượng kinh ngạc hỏi. Ngụy Thái Phượng cũng không chắc chắn, đành phải lại hô to hỏi Lại Nhi, Lại Nhi, cô tới nơi này muốn làm gì? Lại Nhi xoay tròn tại chỗ, dùng dao găm cắt cổ tên côn đồ vây công cô ấy, sau đó ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Thái Phượng, nói tôi nghe lệnh của Lê Hổ Soái, đến cứu mẹ của Hổ Soái. Người nhà họ Đỗ trên lầu nghe Lại Nhi nói như vậy, tất cả đều sợ ngây người. Đều cảm thấy không thể tin vào tai mình. Chẳng lẽ bà bán rau Lê Tuyết Tương kia, thật sự là mẹ của Lê Uy Long? Mà Lê Tuyết Tương, Triệu Vũ Ngọc và Lê Tĩnh Vi nghe Lại Nhi nói như vậy, tất cả đều vô cùng vui mừng. Thì ra thật sự là do hộ quốc hổ soái của Long Quốc phái người tới cứu. Lúc trước các cô ấy đều dựa vào suy đoán, cảm thấy Lại Nhi có thể là Lê Uy Long phái tới đây, cũng không dám 100% xác định. Bây giờ nghe Lại Nhi nói như vậy, các cô ấy rốt cục đã khẳng định được. Không nghĩ rằng Lê Uy Long thật sự phái người tới cứu. Mẹ, lần này xong đời rồi, Lê Uy Long phái người tới, làm sao bây giờ? Đỗ Lượng bắt đầu hoảng hốt. Hoảng hốt cái gì, cô ta không có khả năng là đặc công xe đầu, bà bán rau này căn bản không thể là mẹ của Lê Uy Long. Ngụy Thái Phượng một mực phủ nhận. Nhưng mà, vừa rồi chính miệng người phụ nữ kia nói, cô ta là đặc vụ xe đầu. Nhận lệnh của Lê Hổ Soái đến cứu mẹ. Nếu cô ta không phải là một đặc công xe đầu, làm thế nào cô ta có thể làm điều đó? Đỗ Lượng vẫn có chút hoảng hốt nói.
Chương 892 đặc công xe đầu. Thân thủ của Triệu Đình Vũ kia cũng vậy, nhưng anh ta cũng không phải đặc công xe đầu. Lại Nhi này có thể là bạn của Triệu Đình Vũ, biết Triệu Đình Vũ gặp khó khăn, cô ta lập tức tới cứu. Cô ta sắp đánh không lại chúng ta, cho nên định mạo danh đặc công xe đầu, muốn hù dọa chúng ta. Nếu như cô ta là đặc công xe đầu, sẽ không quản những chuyện này, cũng sẽ không tự bại lộ thân phận. Bởi vì, đặc công xe đầu muốn lẻn vào bên trong địch nhân, thân phận của các cô ấy đều là tuyệt mật, không thể tùy tiện cho người ta biết. Trong cuộc chiến tranh gần đây, Lệ Uy Long đã trở về, đánh bại quân địch, làm kẻ địch sợ hãi, cả thiên hạ đều là địch. Cho nên hiện tại mọi người đều muốn mượn uy danh của vị hộ quốc hổ soái Lệ Uy Long này để dọa người. Bà bán rau cũng như thế, Triệu Vũ Ngọc cũng như thế, ngay cả người phụ nữ dưới lầu cũng vậy. Ngụy Thái Phượng liên tục giải thích. Cho đến bây giờ bà ta cũng không tin, một bà bán rau như Lê Tuyết Tương, sẽ là mẹ của hộ quốc hổ soái đầu tiên của Long Quốc. Bà xã nói cực kỳ đúng, những người này thật sự là quá đáng ghét, ai nấy đều nói nhảm, muốn dính một chút quan hệ với hộ quốc hổ soái Lê Uy Long, chúng ta không thể bị các cô ấy lừa. Nếu như bà bán rau này thật sự là mẹ của Lê Uy Long cũng sẽ không chỉ phái một đặc công đến cứu. Đỗ Quang cũng ủng hộ quan điểm của Ngụy Thái Phượng. Đúng vậy. Nếu như là hộ quốc hổ soái Lê Uy Long ra tay, vậy nhất định là thiên quân vạn mã chạy tới. Cho dù Lê hổ soái không kịp điều được nhiều binh mã như vậy, ít nhất cũng sẽ phái thêm mấy đặc vụ tới đây. Cho dù không có nhiều đặc vụ như vậy ở thành phố Vĩnh Thụy, ít nhất cũng sẽ để công an thành phố đến đây. Mà bây giờ, chỉ có một mình người phụ nữ áo đen này đến, quá bất hợp lý, bởi vậy có thể thấy được, cô ta nhất định là giả mạo. Ngụy Thái Phượng lại làm ra một phen phân tích. Cảm thấy Lại Nhi nhất định là đặc công xe đầu giả. Lê Tuyết Tương, Triệu Vũ Ngọc tuy rằng tin tưởng Lại Nhi là do Lê Uy Long phái tới đây, nhưng Ngụy Thái Phượng phân tích cũng rất đạo lý, các cô ấy nhìn thấy chỉ có một mình Lại Nhi đến cũng cảm thấy khó hiểu, cho nên không dám phản bác Ngụy Thái Phượng. Giết, mau lên, giết tên đặc công giả mạo đó. Ngụy Thái Phượng lúc này lại hô to. Những tên côn đồ dưới lầu nghe được mệnh lệnh của Ngụy Thái Phượng, lập tức trở nên bán mạng hơn, tất cả đều xông lên. Bọn họ không tin, 6-700 người còn chém không chết một nữ đặc công giả. Lại Nhi dùng sức một mình chiến đấu với mấy trăm kẻ địch, tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy Lại Nhi bị nhiều người vây công như vậy, không khỏi thay cô ấy đổ mồ hôi, lời trong lòng muốn nói đều mắc ở cổ họng. Các cô ấy đều biết, Lại Nhi nhất định là tới cứu bọn họ, các cô ấy đều hy vọng Lại Nhi có thể giết những người này. Hiện tại sống chết của bọn họ, tất cả đều ở trên người Lại Nhi. Nếu Lại Nhi chết trận, các cô ấy sẽ lập tức bị móc mắt, cách cái chết cũng không xa. Tuy nhiên, Lại Nhi dù sao cũng là con người, không phải thần. Một người chém giết với 700 người, căn bản không có khả năng thắng. Chiến đấu thêm một lúc nữa, Lại Nhi lại bị côn sắt đánh trúng vài lần, hơn nữa trên người cũng trúng mấy đao, máu tươi đem áo đen của cô ấy nhuộm thành màu đỏ. Dần dần thể lực của cô ấy không chịu đựng được. Động tác cũng dần dần trở nên chậm chạp. Động tác chậm chạp, càng khó có thể chiến đấu. Cơ thể của cô ấy không ngừng bị trúng gậy sắt, cũng không ngừng trúng dao. Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy cảnh này, nội tâm đều tan vỡ. Lại Nhi là bởi vì đến cứu các cô mới bị thương nhiều như vậy. Nếu không có viện quân đến, cô ấy lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Triệu Vũ Ngọc bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Lại Nhi có phải do Lê Uy Long phái tới hay không? Nếu như là do Lê Uy Long phái tới, vì sao viện quân chậm chạp chưa tới? Hách Diệp, Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng nhìn thấy Lại Nhi giết người vô số rốt cuộc cũng bị thương nặng, sắp chống đỡ không nổi, mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng cô ta là gián đánh không chết được, lần này nhìn xem cô ta còn có thể chống đỡ được bao lâu. Mau chém chết cô ta, chặt cô ta thành thịt xay. Ngụy Thái Phượng mất lý trí ở trên lầu điên cuồng hô to. Những tên côn đồ đã hận Lại Nhi từ lâu, không cần Ngụy Thái Phượng lên tiếng, bọn họ cũng sẽ băm Lại Nhi thành thịt xay. Nhìn thấy cả người Lại Nhi đầy máu, phản ứng chậm chạp, đã không còn sức lực phản kháng, bọn họ đều vung đao côn, điên cuồng tấn công Lại Nhi. Mặc dù Lại Nhi bị thương nặng, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Chương 893 kiên trì đến cùng. Cô ấy cũng đã giết đến mức đỏ mắt từ lâu, vết thương trên người kích thích thần kinh của cô ấy. Giống như một con dã thú bị thương, giết thêm một người là lời thêm một. Có thể chiến đấu thêm một giây là một giây.
Trước khi đại quân của Lê Uy Long còn chưa tới, cô ấy vẫn kiên trì không để cho mình ngã xuống. Lại chiến đấu một lúc nữa, Lại Nhi bởi vì mất máu quá nhiều, cả người đã mệt mỏi, dần dần không còn sức lực đánh trả. Đừng đánh nữa, làm ơn thả cô gái đó ra. Lê Tuyết Tương thật sự không đành lòng nhìn thấy Lại Nhi bởi vì cứu mình mà hy sinh, lớn tiếng khóc lóc ở dưới lầu. Nhưng mà, những tên côn đồ ở dưới lầu căn bản cũng sẽ không nghe lời Lê Tuyết Tương nói. Lê Tuyết Tương nhìn thấy mình không thể ngăn cản người phía dưới, đành phải cầu Ngụy Thái Phượng, Đỗ Phu Nhân, cầu xin bà, mau hạ lệnh cho bọn họ ngừng đánh nhau đi. Cô gái đó vô tội, xin tha cho cô ấy một đường sống. Đặc công giả mạo kia đã giết chết nhiều người của tôi như vậy, cô lại nói cô ta vô tội sao? Cô có vấn đề gì với đầu óc không? Vừa rồi khi cô ta giết người, cô không nói, hiện tại nhìn thấy cô ta rơi vào tuyệt cảnh, cô lập tức đến cầu tình. Muốn tôi tha cho cô ta, cô đừng cố mơ. Vẻ mặt của Ngụy Thái Phượng lạnh lùng nói. Cô ấy thật sự là do con trai tôi phái tới, nếu bà giết cô ấy, bà sẽ hối hận. Lê Tuyết Tương nói. Đừng lúc nào cũng hù dọa tôi. Dân đen các người, ai nấy đều dám mạo danh người thân bạn bè của Lê Hổ Soái, đây là tội lừa đảo, nếu để Lê Hổ Soái biết, cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Ngụy Thái Phượng nói, tôi thật sự là mẹ của Lê Hổ Soái, nếu để cho con trai tôi biết các người ở chỗ này giết người lung tung, làm chuyện vô cùng độc ác như vậy, người và thần đều giận dữ, con trai tôi thật sự sẽ giết tất cả các người. Lê Tuyết Tương nói, phải không, vậy tôi ngược lại cũng muốn xem. Lê Hổ Soái có thật sự sẽ vì mấy tên giả mạo các người mà giết chúng ta hay không? Cô càng đe dọa tôi bằng cái này, tôi càng muốn giết tất cả các người. Tôi cũng không tin, Lê Hổ Soái thân là hộ quốc Hổ Soái của Long Quốc, sẽ quản sống chết của mấy tên dân đen các người. Ngụy Thái Phượng rất kiêu ngạo nói, cho dù đánh chết bà ta cũng sẽ không tin một bà bán rau, sẽ là mẹ của hộ quốc Hổ Soái. Điều này chỉ đơn giản là không phù hợp với lẽ thường chút nào. Lúc này, toàn thân Lại Nhi nhiều chỗ bị chém, đã trở thành một người máu. Cô ấy ngay cả dao găm cũng không vung lên được nữa, nhưng cô ấy vẫn như cũ không ngã xuống, vẫn ngoan cường chống đỡ, đứng sừng sững không ngã. Đợi Lê Hổ Soái đến, nhất định sẽ tiêu diệt các người, thay tôi báo thù rửa hận. Tia lạnh lẽo trong mắt Lại Nhi lấp lánh, hung hăng nói. Những tên côn đồ nhìn thấy Lại Nhi thân thể bị thương nặng, cũng không thể cử động, lại không dám đi lên, chỉ cầm đao côn vây quanh cô ấy. Bọn họ không phải bởi vì bị lời nói của Lại Nhi dọa sợ, mà là bị khí thế của Lại Nhi dọa sợ. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không tin Lê Uy Long sẽ đến. Các người còn sửng sốt làm gì? Thôi nào, mau lên, nhanh chóng băm cô ta thành thịt xay. Ngụy Thái Phượng nhìn thấy những tên côn đồ đều vây quanh Lại Nhi đã không còn lực phản kháng ngẩn người, lập tức tức giận quát to. Những tên côn đồ nghe được mệnh lệnh của Ngụy Thái Phượng, đành phải kiên trì vung đao côn, xông về phía Lại Nhi. Bọn chúng đã muốn đem băm nữ mà đầu Lại Nhi này thành thịt xay từ lâu, lúc này không băm nhỏ, còn đợi khi nào? Lê Hổ Soái, đội trưởng, tôi đã dùng hết khả năng, xin thứ lỗi cho Lại Nhi không đủ năng lực, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại Nhi nói xong, nhắm mắt lại, chờ bị băm thành thịt xay. Bởi vì, cô ấy mới chỉ hoãn được 17 phút, không thể kéo dài đến 20 phút, cho nên cảm thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra, cô ấy đánh một trận ở tòa nhà đang xây dở này, đã làm cho nhà họ Đỗ và Hách Diệp thương vong hơn 500 người, đã xem như là vô cùng vĩ đại. Một đặc công của tổ đặc công xe đầu, dùng sức một mình đối kháng hơn 1.000 người, có thể gây thương tổn cho 500 kẻ địch, thực sự không dễ dàng. Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy những tên côn đồ vung đao côn điên cuồng tập kích Lại Nhi, mà Lại Nhi đã không còn sức lực đánh trả, nhắm mắt chờ chết, nội tâm các cô đều tan vỡ. Các cô không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết Lại Nhi bị băm thành thịt xay, cũng sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại. Mà ngay khi Lại Nhi sắp bị băm thành thịt xay, trên bầu trời mây đen đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng máy bay chiến đấu ầm ầm kinh thiên động địa. Tiếng máy bay chiến đấu điếc tai ầm ầm đột nhiên đến, làm cho tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen rậm rạp, vô số máy bay chiến đấu giống như những mũi tên sắc nét, trải rộng trên bầu trời, rậm rạp bay tới. Nhìn thấy đội hình cường đại như vậy, đám máy bay chiến đấu khí thế bàng bạc như vậy gào thét mà đến, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Chương 894 run sợ. Những người đang chuẩn băm Lại Nhi thành thịt xay, cũng bị tình huống rung động như vậy dọa sợ, không tự chủ được dừng bước. Ngụy Thái Phượng,
Đỗ Quang, Đỗ Lượng nhìn thấy trên không trung đột nhiên có một số lượng lớn máy bay chiến đấu, cũng rất hoảng sợ. Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy rất nhiều máy bay chiến đấu từ xa đến gần, tất cả đều vô cùng mừng rỡ. Trong lòng đều đang suy nghĩ, chẳng lẽ Lê Uy Long phái binh đến cứu? Mà lại Nhi nhìn thấy vô số máy bay chiến đấu gào thét mà đến, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cô ấy biết, đại quân của Lê Hổ Soái rốt cục cũng tới. Đến trước 3 phút, mình cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu như vậy? Đỗ Lượng lại hoảng hốt hỏi. Xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu như vậy, chắc là một khu vực nào đó lại phát sinh chiến tranh. Ngụy Thái Phượng đã gặp qua một vài tình huống lớn, tương đối bình tĩnh nói. Nhưng mà, hiện tại quân địch của các nước địch đã bị đánh lui, làm sao còn có chiến tranh gì chứ? Đỗ Lượng nói. Mặc dù Long Quốc đã đánh lui liên quân các nước địch, nhưng hiện tại vẫn chưa chính thức ký kết thỏa thuận đình chiến, vẫn ở trong trạng thái chiến tranh. Chưa biết chừng, có quân địch quay trở lại đây. Ngụy Thái Phượng nói. Mẹ nói có lý, có thể là một khu vực nào đó đột nhiên lại bùng nổ chiến tranh. Đỗ Lượng nói. Cho dù không phải một khu vực nào đó xảy ra chiến tranh, cũng có thể là Long Quốc xuất binh viễn chinh địch quốc. Ngụy Thái Phượng nói. Bà xã, em cảm thấy Long Quốc muốn xuất binh đánh quốc gia nào? Lúc này, Đỗ Quang hỏi. Những máy bay chiến đấu này là bay từ hướng Nam sang hướng Tây, nếu như em đoán không nhầm, là chuẩn bị bay tới biên giới phía Tây. Ngụy Thái Phượng nói. Có lẽ Long Quốc chúng ta, thật sự muốn xuất binh thảo phạt Lang Quốc. Đỗ Quang nói. Bố em bây giờ đang cùng Long Chủ tham dự nghi thức tế lễ liệt sĩ và dự lễ tuyên thệ ở thành phố Quốc Hòa. Ông ấy khẳng định biết tin tức nội bộ, em gọi điện hỏi bố em một chút. Ngụy Thái Phượng nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bố là Ngụy Nghiêm. Hách Diệp và những tên côn đồ chưa từng thấy qua cảnh tượng ngoạn mục như vậy, giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu nhìn đám máy bay chiến đấu khổng lồ, cũng không có tâm tình đi chém giết lại Nhi. Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi cùng Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy những máy bay này còn chưa hạ cánh, cũng không dám 100% xác định là binh mã Lê Uy Long phái tới. Trong lòng đều rất nghi ngờ. Bởi vì dựa theo lẽ thường, cho dù Lê Uy Long phái binh đến cứu, cũng không cần xuất động nhiều máy bay chiến đấu như vậy. Một đặc công xe đầu là Lại Nhi đã giết chết hơn 1.000 người, nếu Lê Uy Long thật sự muốn phái binh đến cứu, chỉ cần phái thêm vài đặc công xe đầu đến là được rồi, điều động nhiều máy chiến như vậy để đối phó đám ô hợp này, chẳng phải là dùng pháo để đánh mũi sao. Hơn nữa, điều động máy bay chiến đấu cũng không cách nào hạ cánh ở tòa nhà đang xây dở. Chẳng lẽ những máy bay chiến đấu này thật sự là đi đánh giặc, mà không phải đến đối phó nhà họ Đỗ? Tại thời điểm này, ở thành phố Quốc Hòa, lễ chôn cất liệt sĩ đã kết thúc. Điện thoại di động của Ngụy Nghiêm đột nhiên vang lên, ông ta lấy ra nhìn thấy là con gái Ngụy Thái Phượng gọi tới, liền đi sang một bên, sau đó mới nghe Thái Phượng gọi điện thoại cho bố có chuyện gì. Ngụy Nghiêm hỏi, bố, chúng ta đã không liên lạc một thời gian rất dài rồi, con nhớ bố, cho nên gọi điện thoại cho bố. Ngụy Thái Phượng nói, bố hiện tại đang bận rộn ở thành phố Quốc Hòa, nếu như không có chuyện gì quan trọng, ngày khác lại nói chuyện đi. Ngụy Nghiêm nói, bố, chờ một chút, con có chuyện muốn hỏi bố một chút. Ngụy Thái Phượng lo lắng Ngụy Nghiêm sẽ cúp điện thoại, vội vàng nói. Có chuyện gì thì mau nói đi, đã biết con không phải bởi vì nhớ bố nên mới gọi điện thoại cho bố. Ngụy Nghiêm nói, hiện tại con ở thành phố Vĩnh Thụy nhìn thấy một đám máy bay chiến đấu gào thét bay đến, con muốn hỏi một chút, những chiếc máy bay chiến đấu này rốt cuộc muốn đi làm gì? Ngụy Thái Phượng nói, đây chính là bí mật, bố không thể tùy tiện nói lung tung. Ngụy Nghiêm là bộ trưởng, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra hành động của những chiếc máy bay chiến đấu này. Bố, con là con gái bảo bối của bố, con rất tò mò Long Quốc phái nhiều máy bay chiến đấu như vậy đi làm gì? Bố cứ nói cho con biết đi, con cam kết sẽ không nói lung tung. Ngụy Thái Phượng bắt đầu làm nũng. Được rồi, vậy cứ nói cho con biết đi, dù sao cũng không phải là bí mật gì. Ngụy Nghiêm cố ý tiết lộ thông tin. Vậy bố mau nói đi, những chiếc máy bay chiến đấu này rốt cuộc muốn bay tới đâu, muốn làm gì? Ngụy Thái Phượng lúc trước vẫn nghe thấy Lê Tuyết Tương, Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi nói Lê Uy Long sẽ phái binh đến cứu, trong lòng bà ta ít nhiều cũng có chút lo lắng. Lo lắng những máy bay chiến đấu này thật sự là do Lê Uy Long phái binh đến cứu đám người Lê Tuyết Tương. Bởi vì những máy bay chiến đấu này chậm chạp không đến, sớm không đến, hết lần này tới lần khác đến đúng lúc này. Chương 895 không thể không tin.
Tuy rằng bà ta vẫn không tin một bà bán rau như Lê Tuyết Tương sẽ là mẹ của hộ quốc hổ soái Lê Uy Long, nhưng nhiều người cùng nói, hơn nữa thời điểm những máy bay chiến đấu này đến quá trùng hợp, làm cho bà ta không thể không lo lắng. Không hỏi ra mục đích chân chính của những máy bay chiến đấu này, trong lòng bà ta luôn thấp thỏm lo âu. Những máy bay chiến đấu này vốn là chuẩn bị chạy tới Lang Quốc, tiến hành tập kích Lang Quốc. Ngụy Nghiêm vừa rồi ở một bên nghe được Long Chủ và Lang Vương nói chuyện, cho nên biết những thứ này. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, thì ra Long Quốc thật sự tính toán xuất binh thảo phạt Lang Quốc. Ngụy Thái Phượng khi biết được những máy bay chiến đấu này cũng không phải là do Lê Uy Long phái tới đối phó mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bà ta cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, nếu Lê Uy Long muốn đối phó với mình, làm sao có thể xuất động nhiều máy bay chiến đấu như vậy? Đội hình của máy bay chiến đấu này có thể tiến hành đả kích hủy diệt đối với một quốc gia đối địch, làm sao có thể dùng để đối phó với đám ô hợp của mình? Mình không khỏi đánh giá quá cao nhà họ Đỗ. Tuy nhiên, Lang Quốc vừa rồi đã tuyên bố đầu hàng, những máy bay chiến đấu này sẽ không chạy tới Lang Quốc nữa. Ngụy Nghiêm cảm thấy đây đã là chuyện mọi người đều biết, cho nên mới dám nói những điều này với con gái mình. Cái gì? Không ngờ Lang Quốc đã tuyên bố đầu hàng. Ngụy Thái Phượng kinh ngạc hỏi. Tối hôm qua đến hôm nay, bà ta vẫn ở trong tòa nhà chưa xây xong, không xem tin tức, cho nên cũng không biết Lang Quốc đã tuyên bố đầu hàng. Đúng vậy, điều này vừa được công bố, có lẽ là khoảng 10 phút trước. Bởi vì họ theo dõi thấy Long Quốc chúng ta điều động một số lượng lớn máy bay chiến đấu tập kích, cho nên sợ tới mức nhanh chóng tuyên bố đầu hàng. Ngụy Nghiêm nói. Lang Quốc vừa mới tuyên bố đầu hàng hơn 10 phút. Con gái của mình hiện tại còn chưa biết, cũng tương đối bình thường. Hóa ra là như vậy, nếu Lang Quốc đã tuyên bố đầu hàng, những máy bay chiến đấu này sao còn không trở về? Ngụy Thái Phượng lại tò mò hỏi. Những máy bay chiến đấu này, lát nữa sẽ hạ cánh tại sân bay quân sự thành phố Vĩnh Thụy, tạm thời đóng quân ở thành phố Vĩnh Thụy. Ngụy Nghiêm nói. Thì ra là như vậy, con biết rồi. Ngụy Thái Phượng nói. Thái Phượng, hiện tại đang ở thời kỳ chiến tranh. Chuyện gì cũng được xử lý nghiêm khắc, con có thể cẩn thận một chút, đừng gây chuyện cho bố. Ngụy Nghiêm nói. Vâng, con sẽ không gây rắc rối cho bố đâu. Bố, con không sao đâu. Ngụy Thái Phượng nói. Được rồi, vậy lúc nào rảnh rỗi lại nói chuyện, con hãy bảo trọng nhiều hơn. Ngụy Nghiêm nói. Bố cũng phải bảo trọng. Ngụy Thái Phượng nói. Sau khi cúp điện thoại, Ngụy Thái Phượng liền hét lên với người phía dưới, mọi người đừng hoảng sợ. Những chiếc máy bay chiến đấu này không phải đến đối phó với chúng ta, mà là vốn định đi tấn công Lang Quốc. Hiện tại Lang Quốc đã sợ tới mức đầu hàng, những máy bay chiến đấu này lát nữa sẽ hạ cánh ở thành phố Vĩnh Thụy. Đỗ Diệp đang ở dưới lầu cùng với những tên côn đồ nghe Ngụy Thái Phượng nói như vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ cũng nghe được Lại Nhi nói Lê Hổ Soái sẽ tới tiêu diệt bọn họ, thay cô ấy báo thù rửa hận, nhìn thấy nhiều máy bay chiến đấu như vậy bay tới. Bọn họ đều cho rằng thật sự là đại quân của Lê Uy Long đến tiêu diệt bọn họ. Hiện tại nghe Ngụy Thái Phượng nói như vậy, bọn họ mới biết là mình suy nghĩ nhiều. Mình căn bản không xứng để nhiều máy bay chiến đấu như vậy đến tiêu diệt. Đừng đánh giá quá cao những người này. Mà Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi và Triệu Vũ Ngọc ở một bên nghe được Ngụy Thái Phượng cùng người bố làm bộ trưởng của bà ta nói chuyện điện thoại, biết được những máy bay chiến đấu này không phải do Lê Uy Long phái tới cứu mình, không khỏi trở nên vô cùng thất vọng. Các cô cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, Lê Uy Long làm sao có thể điều động nhiều máy bay chiến đấu như vậy để cứu người đây? Chỉ có Lại Nhi tin tưởng vững chắc, những chiếc máy bay chiến đấu này chính là do Lê Uy Long phái tới cứu mẹ của anh. Bởi vì, trước khi cô ấy xuất phát đã nhận được tin tức rõ ràng, Lê Uy Long phái không quân đến cứu, để cho cô ấy nhất định phải giữ chân nhà họ Đỗ trong 20 phút. Mà đúng lúc này, đám máy bay chiến đấu trên không trung đã càng ngày càng gần. Hơn nữa từ trên cao bổ nhào xuống, giống như chim ưng vậy. Nhìn kìa, tôi nói đúng không? Những máy bay chiến đấu này, chính là chuẩn bị hạ cánh tại sân bay ở thành phố Vĩnh Thụy, hiện tại bắt đầu giảm độ cao. Ngụy Thái Phượng vì biểu hiện tin tức của mình nhanh nhạy, rất đắc ý nói. Đỗ phu nhân thật sự là tài giỏi, tin tức tuyệt mật như vậy, bà cũng có thể biết. Phu cơ nhìn không được khen ngợi. Đương nhiên, bố tôi chính là một bộ trưởng, Ngụy Thái Phượng đắc ý nói. Mà giờ phút nãy những tên côn đồ dưới lầu đều nhao nhao đếm máy bay chiến đấu trên bầu trời. 1, 2, 3, 4. Qua, có 20 máy bay vận tải quân sự A. Máy bay vận tải là cái gì, có hơn 100 máy bay chiến đấu tiên tiến nhất kìa.
những máy bay chiến đấu này, một chiếc rốt cuộc đáng giá bao nhiêu nhỉ? Những tên côn đồ này chưa từng thấy qua máy bay chiến đấu thực sự, hiện tại có thể nhìn thấy ở cự ly gần như vậy, đều phấn khích. Ngay sau đó, cabin của máy bay vận tải đã giảm xuống một độ cao nhất định đột nhiên mở ra. Sau đó, vô số quân nhân được trang bị tốt mang dù, nhảy ra khỏi máy bay. Chương 896 binh lính nhảy dù. Nhìn thấy vô số lính dù từ trên trời nhảy xuống, tất cả những người ở đây đều sợ ngây người. Không phải nói là một ít máy bay chiến đấu muốn hạ cánh ở thành phố Vĩnh Thụy sao, người trên máy bay sao bây giờ lại nhảy dù? Đúng thế, máy bay chiến đấu lát nữa sẽ hạ cánh tại sân bay quân sự ở thành phố Vĩnh Thụy, những lính dù này vội vàng xuống làm gì? Địa điểm bọn họ hạ cánh, hình như chính là nơi của chúng ta. Đúng vậy, bọn họ đáp xuống nơi này của chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì đây? Những tên côn đồ trước tòa nhà đang xây dở đều nghị luận. Người nhà họ Đỗ trong tòa nhà nhìn thấy những binh sĩ từ trên trời nhảy xuống, cũng không bình tĩnh. Mẹ, mẹ không phải nói những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ hạ cánh ở thành phố Vĩnh Thụy sao? Tại sao lính nhảy dù trên máy bay lại vội vã nhảy xuống như vậy? Đỗ Lượng cũng có nghi vấn tương tự. Mẹ cũng không rõ lắm, có thể bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm, nên huấn luyện nhảy dù thôi. Ngụy Thái Phượng cố gắng chấn định nói. Bà xã, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Những lính dù này hết lần này tới lần khác hạ cánh ở khu vực này của tòa nhà chưa xây xong của chúng ta, chuyện xảy ra quá kỳ lạ, em vẫn nên gọi cho bố tìm hiểu một chút xem. Đỗ Quang nói, đúng vậy, những lính dù này hạ cánh xuống chỗ chúng ta, chẳng may nhìn thấy chúng ta ở chỗ này lấy mắt, giết người, bọn họ sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đỗ Lượng nói, Ngụy Thái Phượng cũng cảm thấy họ nói có lý, chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng, trong lòng mới yên tâm. Mẹ lập tức gọi điện thoại cho ông ngoại con, hỏi cụ thể tình huống là gì. Ngụy Thái Phượng nói. Đúng vậy, mau hỏi một chút, những lính dù này có thể thật sự là do Lê Hổ Soái phái tới cứu người hay không? Đỗ Lượng nói. Ngụy Thái Phượng nghe Đỗ Lượng nói như vậy, cũng hơi hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Ngụy Nghiêm. Mà Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi cùng Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy binh sĩ đang nhảy dù xuống, tất cả đều vừa sợ hãi vừa vui mừng. Mặc kệ những người lính dù này có phải do Lê Uy Long phái tới hay không, chỉ cần bọn họ hạ cánh ở nơi này, nhà họ Đỗ cũng không dám làm gì. Chờ những lính nhảy dù này tới nơi, các cô có thể cầu cứu bọn họ. Thành phố Quốc Hòa, lăng mộ liệt sĩ, Ngụy Nghiêm vừa mới trở lại bên cạnh Long Chủ, điện thoại di động lại vang lên. Ông ta lấy ra nhìn, nhìn thấy lại là con gái Ngụy Thái Phượng gọi tới, đành phải chạy sang một bên nghe. Thái Phượng, có chuyện gì vậy? Ngụy Nghiêm hơi thiếu kiên nhẫn hỏi. Bố, con thấy những binh sĩ trên máy bay chiến đấu đột nhiên nhảy dù xuống thành phố Vĩnh Thụy, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Thái Phượng hỏi thẳng vào chủ đề. Cái gì, bọn họ không hạ cánh ở thành phố Vĩnh Thụy? Ngụy Nghiêm cũng hơi kinh ngạc. Vâng, không phải bố nói những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ hạ cánh ở thành phố Vĩnh Thụy sao? Bọn họ hiện tại đã đến thành phố Vĩnh Thụy, vì sao còn phải nhảy dù xuống? Ngụy Thái Phượng hỏi. Bọn họ thích nhảy thì nhảy đi, bố cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm, diễn tập một chút trên không. Ngụy Nghiêm không cho là đúng nói. Con cảm thấy bọn họ sẽ không vào lúc này diễn tập ở nơi này đâu. Chuyện xảy ra rất không bình thường, có phải bọn họ có hành động đặc biệt gì không? Ngụy Thái Phượng nói. Mặc kệ bọn họ có hành động gì, bố cũng không biết. Cho dù biết, cũng không thể tiết lộ cho con biết. Binh sĩ Long Quốc bọn họ. Cũng không phải đối phó với con khẩn trương như thế làm gì? Ngụy Nghiêm nói. Nhưng mà, con chỉ sợ bọn họ đối phó con thôi. Ngụy Thái Phượng nói. Chương 897 lo sợ. Cái gì, làm sao bọn họ lại đối phó với con? Ngụy Nghiêm kinh ngạc hỏi. Bởi vì hiện tại con đang ở một tòa nhà chưa xây xong ở phía tây thành phố, mà bọn họ đang hạ cánh xuống tòa nhà này. Ngụy Thái Phượng nói. Con đi đến tòa nhà đang xây dở đó làm gì? Ngụy Nghiêm hỏi. Con, Ngụy Thái Phượng nuốt nước bọt, do dự có nên nói cho bố chân tướng không? Có phải con lại làm chuyện xấu gì không? Ngụy Nghiêm hỏi, không ai hiểu con gái bằng bố, ông ta dự đoán con gái của mình lại gây chuyện gì? Không, Ngụy Thái Phượng do dự một chút, vẫn không dám nói cho bố chân tướng. Không làm gì xấu, con hoảng sợ cái gì? Những máy bay chiến đấu này đều là tinh nhuệ của chúng ta. Mặc dù con là con gái của bố, nhưng con cũng không nên đánh giá quá cao mình,
Lệ Uy Long sẽ không điều động những tinh nhuệ này đối phó với một người phụ nữ như con. Ngụy Nghiêm nói, ông ta cho rằng con gái mình làm nhiều chuyện xấu, cho nên nhìn thấy lính nhảy dù trên không lập tức chột dạ, cho rằng bọn họ muốn đối phó mình, cho nên mới hoảng hốt. Tuy nhiên, một câu nói vô tâm của Ngụy Nghiêm lại khiến Ngụy Thái Phượng sợ hãi. Bởi vì ông ta nhắc tới Lệ Uy Long. Bố vừa nói gì? Những sư đoàn tinh nhuệ này là do Lệ Uy Long điều động. Ngụy Thái Phượng nơm nớp lo sợ hỏi. Đúng vậy, vừa rồi Lệ Uy Long đột nhiên rời khỏi lăng mộ liệt sĩ, sau đó dẫn theo đội máy bay chiến đấu đi thảo phạt Lang Quốc, kết quả là làm Lang Quốc sợ hãi, trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Thái Phượng xác nhận đám máy bay chiến đấu này là do Lệ Uy Long điều động, càng thêm bối rối. Bởi vì, lúc trước Lệ Tuyết Tương, Triệu Vũ Ngọc, Lại Nhi vẫn luôn nói Lệ Uy Long sẽ phái binh đến cứu các cô. Chuyện này, là trùng hợp, hay là Lệ Uy Long phái binh đến cứu các cô ấy? Bố thật sự xác định Lệ Uy Long điều động đám máy bay chiến đấu này là muốn công kích Lang Quốc, mà không phải chạy tới thành phố Vĩnh Thụy. Ngụy Thái Phượng còn muốn xác nhận lại một chút. Chắc chắn rồi, điều động nhiều máy bay chiến đấu như vậy, không đi tấn công Lang Quốc, mà đi thành phố Vĩnh Thụy làm gì? Thành phố Vĩnh Thụy có cái gì đáng để điều động nhiều máy bay chiến đấu như vậy? Là bởi vì Lang Quốc bị dọa đến mức đột nhiên tuyên bố đầu hàng, cho nên những máy bay chiến đấu này mới thay đổi kế hoạch, tạm trú tại thành phố Vĩnh Thụy. Là Long chủ hạ mệnh lệnh, để cho bọn họ hạ cánh xuống thành phố Vĩnh Thụy, việc này chính xác 100%, bố tận tai nghe được. Ngụy Nghiêm cũng không biết con gái của mình hoảng hốt làm gì như vậy, làm như chưa từng thấy qua thế giới, nhìn thấy một đám lính dù trên không mà cũng kinh ngạc như vậy. Chỉ cần không thật sự đến đối phó con là tốt rồi, xem ra đây chỉ là trùng hợp. Ngụy Thái Phượng biết được những chiếc máy bay chiến đấu này không phải để chuyên môn đối phó bà ta, mới thở phào nhẹ nhõm. Sự trùng hợp ngẫu nhiên là gì? Con đang làm cái quái gì vậy? Ngụy Nghiêm từ lời nói của con gái nghe ra một ít manh mối, lập tức truy vấn. Con bắt mấy người đến tòa nhà đang xây dở, Ngụy Thái Phượng do dự một chút, quyết định đem chuyện này nói cho bố. Con lại bắt người đến tòa nhà đang xây dở làm gì? Ngụy Nghiêm hơi tức giận hỏi, ông ta đã dự đoán con gái mình lại gây chuyện. Không đợi Ngụy Thái Phượng trả lời, Ngụy Nghiêm lại nói thêm, Hộ Quốc Hổ Soái Lệ Uy Long sẽ hạ cánh ở thành phố Vĩnh Thụy, trong khoảng thời gian này con đừng làm loạn cho bố. Nếu xảy ra chuyện gì, bị anh ta biết, ngay cả bố cũng không giữ được con. Ngụy Thái Phượng làm trộm đột nhiên chột dạ sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, thế nhưng, hiện tại con đã gây ra một số chuyện, hiện tại làm sao bây giờ? Vừa rồi không phải con nói con không gây chuyện sao? Tại sao lại gây ra chuyện gì? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngụy Nghiêm tức giận liên tục hỏi. Tối hôm qua Lượng bị người ta bắn nổ nhãn cầu, mắt trái bị mù, bác sĩ nói chỉ có đổi nhãn cầu mới có thể làm cho nó nhìn thấy ánh sáng. Cho nên, con mời một bác sĩ chợ đen từ bên ngoài tới, sau đó bắt tất cả những người làm sáng bị thương, chuẩn bị lấy mắt các cô ấy ra, thay cho Lượng. Chuyện đến nước này, Ngụy Thái Phượng không thể không nói chuyện này cho bố mình. Chương 898 đi quá xa. Ngụy Nghiêm nghe xong, thần sắc vô cùng kinh hãi, hỏi cái gì? Mắt của Lượng sao lại bị người ta làm mù? Tối hôm qua Lượng uống chút rượu, không cẩn thận va chạm với một chiếc xe ba bánh, chiếc Porsche mới mua của cháu bị đâm, nên bắt cặp mẹ con đi xe ba bánh bồi thường, cặp mẹ con không có tiền bồi thường nên xảy ra tranh chấp. Sau đó, một hai anh em chạy tới, người đàn ông kia không nói hai lời, đánh Lượng bị thương nặng, hơn nữa mắt của Lượng bị mù. Con biết được đổi mắt có thể chữa khỏi mắt của Lượng, nên con phái người đi bắt hai anh em cùng đôi mẹ con đó trở về, chuẩn bị ở tòa nhà đang xây dở này, nhờ bác sĩ lấy nhãn cầu của các cô ấy, lựa chọn nhãn cầu thích hợp nhất, thay đổi cho Lượng. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên có một nhóm máy bay chiến đấu, hơn nữa lính dù trên máy bay chiến đấu trực tiếp nhảy xuống. Làm cho con làm sao có thể không khẩn trương. Ngụy Thái Phượng đã nói với Ngụy Nghiêm về việc này. Con đang đi quá xa rồi đấy. Cặp mẹ con và hai anh em đó rốt cuộc là ai? Ngụy Nghiêm đã dự đoán mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại hỏi. Con đã điều tra qua, những người này đều là người bình thường. Cặp mẹ con, mẹ tên là Lê Tuyết Tương, là một bà bán rau, dựa vào trồng rau để sinh sống, nữ chính là một nữ sinh trung học. Cặp anh em, nam tên là Triệu Đình Vũ, nữ tên là Triệu Vũ Ngọc, từ bên ngoài tới. Ngụy Thái Phượng nói. Lê Tuyết Tương, hình như bố cảm thấy có một chút quen thuộc với tên này, bố dường như đã nghe qua ở đâu.
Ngụy Nghiêm đối với người khác không có hứng thú, chỉ có chút tò mò về cái tên Lê Tuyết Tương. Lê Tuyết Tương này, ỷ vào họ Lê của bà ta, vẫn khẳng định bà ta là mẹ của hộ quốc hổ soái Lê Uy Long. Ngụy Thái Phượng không cho là đúng, nói: "Nhưng mà, người nói vô tâm, người nghe hữu ý." Lời nói của Ngụy Thái Phượng lại cho cha của mình sợ tới mức cả người run rẩy, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống đất. "Con đang nói cái gì? Lê Tuyết Tương này, nói cô ta là mẹ của hộ quốc hổ soái Lê Uy Long." Ngụy Nghiêm kinh ngạc hỏi, ông ta đã nhớ lại, năm đó vợ của Long Trấn Tiêu gọi là Lê Tuyết Tương. Chẳng lẽ cái tên này quen thuộc như vậy sao? Năm đó Lê Tuyết Tương bị đuổi ra khỏi nhà họ Long, ông ta là bộ trưởng, đương nhiên cũng có nghe thấy. Hơn nữa, ông ta cũng biết Lê Uy Long chính là con trai của Long Trấn Tiêu, Lê Uy Long và Lê Tuyết Tương bị đuổi ra khỏi nhà họ Long. Chỉ là Lê Uy Long hận nhà họ Long, cho nên đổi sang họ Lê, lấy họ của mẹ anh. Vâng, bố, Lê Tuyết Tương này không có khả năng là mẹ của Lê Uy Long. Con đã tìm hiểu qua, cô ta chỉ là một người bán rau dựa vào trồng rau để sinh sống mà thôi. Thật buồn cười khi một người bán rau cũng muốn mạo danh mẹ của hộ quốc hổ soái. Ngụy Thái Phượng vẫn không coi trọng chuyện này. Chuyện này không đơn giản như vậy, con nói cho bố biết chi tiết một chút, chuyện này liên quan đến người nào, còn có tình huống bên con hiện tại đang phát sinh. Tất cả các chi tiết, tất cả đều nói ra với bố. Ngụy Nghiêm nghiêm túc nói. Tuy rằng ông ta cũng nghe nói mẹ của Lê Uy Long là Lê Tuyết Tương đã không còn sống nữa, nhưng thế sự khó lường, chẳng may tin tức có sai lầm, Lê Tuyết Tương không chết, chẳng may bà bán rau Lê Tuyết Tương ở thành phố Vĩnh Thụy này chính là mẹ của Lê Uy Long đã thất lạc nhiều năm. Ngụy Nghiêm cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu như giả thiết là sự thật, con gái của mình không thể nghi ngờ là đã đâm một lỗ thủng lớn trên trời. Bất kể là ai, chọc đến vị hổ soái hộ quốc Lê Uy Long đang giống như mặt trời giữa ban ngày này, đều sẽ gặp tai họa. Vừa rồi nhà họ Trần, nhà họ Tống đều bị Lê Uy Long diệt cả nhà, ngay cả em rể Chu Phi Dương của ông ta cũng bị anh xử tử. Hổ soái như vậy, ai chọc người đó chết. Ngụy Thái Phượng thấy bố khẩn trương như vậy, bà ta cũng dự đoán tình huống có thể nghiêm trọng, lập tức đem việc Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc vẫn tuyên bố Lê Uy Long sẽ phái binh đến cứu. Cùng với việc Lại Nhi tự xưng là đặc công xe đầu cũng nói là phụng mệnh của Lê Uy Long đến cứu mẹ của hộ soái, còn có việc Lại Nhi ở tòa nhà đang xây giờ lấy lực lượng một mình, giết chết người nhà họ Đỗ và người của Hách Diệp, hoành hành khắp nơi. Khi Ngụy Thái Phượng báo cáo tình hình cho Ngụy Nghiêm, những binh sĩ đầu tiên nhảy dù đã hạ xuống giữa không trung. Trên máy bay chiến đấu còn có các binh sĩ không ngừng nhảy xuống, Phàn Cương cũng đã nhảy xuống. Mà Lê Uy Long và Chu Nhược Mai cũng chuẩn bị nhảy dù. Đến gần thành phố Vĩnh Thụy, Lê Uy Long đã đeo dù cho Chu Nhược Mai, hơn nữa còn giải thích chi tiết phương pháp nhảy dù với cô. Lúc đầu, Chu Nhược Mai cảm thấy mình là vợ của hổ soái, còn biểu hiện rất dũng cảm. Tuy nhiên, khi cô thực sự muốn nhảy dù, cô đã sợ hãi. Uy Long, em vẫn không dám nhảy xuống đâu. Chu Nhược Mai nơm nớp lo sợ nói. Nếu như em không dám nhảy, vậy đi theo máy bay, đến sân bay thành phố Vĩnh Thụy đi. Lê Uy Long cũng không cưỡng cầu. Dù sao Chu Nhược Mai chưa trải qua huấn luyện mà đã để cho cô nhảy dù, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế hệ mỹ nhân đó có thể sẽ chết ngay. Loại nguy hiểm này, hay là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Loại hoạt động khó khăn như nhảy dù này, chẳng may xuất hiện một sai lầm nhỏ, đều sẽ gây tử vong. Vốn Lê Uy Long vẫn không cho Chu Nhược Mai nhảy theo, chính cô kiên trì muốn nhảy, muốn trải nghiệm một chút. Nhưng mà, em rất muốn sớm gặp mẹ anh, còn có anh em Triệu Đình Vũ nữa. Chu Nhược Mai nói. Vì muốn sớm gặp mọi người, lại dùng sinh mệnh để mạo hiểm, không đáng. Lê Uy Long nói. Anh có thể ôm em nhảy cùng nhau không? Nếu anh nhảy với em sẽ cảm thấy an toàn, em dám nhảy. Chu Nhược Mai đột nhiên nghĩ kỳ quái, đưa ra yêu cầu này. Chương 899 quá nguy hiểm. Không được, dù nhảy không chịu được trọng lượng hai người. Cho dù miễn cưỡng có thể chịu được, cũng quá mức nguy hiểm. Không khéo, hai chúng ta đều sẽ ngã chết. Lê Vĩnh Thiên kiên quyết từ chối. Anh là đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long Quốc, tuyệt đối sẽ không vì phô trương nhất thời mà ôm vợ mình nhảy dù. Tuy ôm vợ mình cùng nhảy dù có vẻ rất lãng mạn, nhưng quá nguy hiểm. Nếu như bởi vì phô trương, ôm vợ mình nhảy dù mà ngã chết, vậy sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Một đời tướng lĩnh nếu vì nhảy dù mà ngã chết, chắc chắn kẻ thù sẽ cười rụng răng. Mẹ mình còn đợi mình đến cứu, nếu nhảy xuống không may ngã chết, còn chẳng thấy mặt mẹ đã ngã chết rồi,
vậy thì thật sự quá bi thương. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, cô cũng không dám mạo hiểm nữa. Được thôi, vậy em theo máy bay đáp xuống thành phố Vĩnh Thụy, sau đó mới đến tìm anh. Vì an toàn, Chu Nhược Mai chỉ có thể đồng ý theo máy bay đáp xuống thành phố Vĩnh Thụy. Được, vậy thì đúng rồi, em đến sân bay trước sau đó họ sẽ đưa em qua đây. Lê Vĩnh Thiên nói. Được, vậy anh cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Chu Nhược Mai nói một cách luyến tiếc. Lúc này, Hà Ngọc Vinh ở phía sau thấy Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai vẫn đang, anh em, cô ta nói một cách mất kiên nhẫn, hộ soái, rốt cuộc anh có nhảy không? Nếu không nhảy thì tránh ra, để tôi nhảy trước. Cô muốn nhảy thì nhảy trước đi. Lê Vĩnh Thiên bị Hà Ngọc Vinh làm phiền, anh nói một cách không vui. Hà Ngọc Vinh cũng không nói nhảm nữa, để thể hiện sự dũng cảm của mình ở trước mặt Chu Nhược Mai, cô ta lập tức bước về phía trước, sau đó nhún người nhảy xuống. Thấy Hà Ngọc Vinh dũng cảm như vậy, Chu Nhược Mai sùng bái một lúc. Đều là phụ nữ, tại sao Hà Ngọc Vinh lại dũng cảm như vậy? Thực ra, lúc Hà Ngọc Vinh nhảy xuống, trong lòng cô ta cũng cảm thán, cùng là phụ nữ, tại sao Chu Nhược Mai lại may mắn như vậy, có thể gả cho một hộ soái bảo vệ như vậy. Được rồi, Nhược Mai, em mau trở về chỗ ngồi đi, anh chuẩn bị nhảy xuống dưới. Lê Vĩnh Thiên nói. Được, anh nhất định phải cẩn thận nhé. Chu Nhược Mai lại dặn dò. Anh sẽ mà, động tác nhỏ như nhảy dù, với kinh nghiệm phong phú của anh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lê Vĩnh Thiên nói xong thì nhún người nhảy xuống. Sau khi Ngụy Thái Phượng nói chuyện một cách chi tiết với Ngụy Nghiêm xong, thì dẫn đầu binh lính nhảy dù, họ cũng đã đáp xuống đất gần hết. Những thuộc hạ dưới đất nhìn thấy nhiều lính nhảy dù trang bị hoàn mỹ như vậy đáp xuống đầu mình, họ đều bị dọa đến mức run cầm cập, không dám động đậy. Bọn người Đỗ Quang, Đỗ Lượng và Vu Cơ cũng đã bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng chỉ hy vọng những lính nhảy dù này chấp hành nhiệm vụ đặc thù, chứ không phải đến nhiều chuyện. Còn Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy những người lính nhảy dù này trực tiếp đáp ở xung quanh tòa nhà bị đình chỉ thi công, họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Những người lính nhảy dù này đến thì họ được rồi rồi. Cho dù những người lính nhảy dù này không phải được Lê Vĩnh Thiên phái đến, nhưng họ đều là quân nhân của Long Quốc, đó là những binh sĩ chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Ngụy Nghiêm biết được tình hình cụ thể ở tòa nhà bị đình chỉ thi công, thậm chí tổ đặc công xe đầu đại khai sát giới ở đó. Giết hàng trăm người, ông ta đã bị dọa đến mức trán đầy mồ hôi. Lê Tuyết Tương này, rất có khả năng chính là mẹ của hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên. Nếu không, sao lại có tổ đặc công xe đầu đến cứu? Ba, không hay rồi. Những người lính nhảy dù đó sắp đáp xuống tòa nhà bị đình chỉ thi công, bố mau chóng nghĩ cách để họ đừng quản những chuyện này đi. Ngụy Thái Phượng nói một cách nơm nớp lo sợ. Những người lính nhảy dù này đều theo Lê Vĩnh Thiên cùng tiến đến thành phố Vĩnh Thụy. Mà họ trực tiếp từ trên không trung đáp xuống tòa nhà bị đình chỉ thi công, chắc chắn là nghe theo mệnh lệnh của Lê Vĩnh Thiên nhảy xuống. Bà lão bán rau mà con bắt rất có khả năng là mẹ của Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương. Bố có quyền gì để họ không quản những chuyện này chứ? Ngụy Nghiêm nói một cách tức giận. Ngụy Thái Phượng nghe vậy, nhất thời bị dọa đến mức cả người run lẩy bẩy, điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Ba, vậy bây giờ phải làm sao đây? Ngụy Thái Phượng đã bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, bà ta biết lần này mình thật sự đã gây ra họa lớn. Bố có thể làm sao đây? Bố chỉ là một bộ trưởng, có thể đấu với hộ soái bảo vệ như Lê Vĩnh Thiên sao? Con phải biết vừa rồi ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ, Lê Vĩnh Thiên đã xử bắn toàn bộ những hán gian như nhà họ Trần, nhà họ Phan, ngay cả chú của cậu ta Chu Phi Dương cũng bị giết. Nếu con động đến mẹ của cậu ta, không ai cứu được con đâu. Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Thái Phượng biết Lê Vĩnh Thiên còn hành quyết cả cậu em vợ của mình, bà ta bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Bố là bộ trưởng, con tin bố nhất định có cách. Bố nhất định sẽ cứu con mà, bố không thể thấy chết không cứu. Ngụy Thái Phượng khóc than, bà ta biết có thể mình đã gây ra họa lớn tày trời, có thể kết cục sẽ giống với những hán gian đó. Hai cha con Đỗ Quang và Đỗ Lượng nhìn thấy cả người Ngụy Nghiêm run rẩy. Bắt đầu gào khóc thì cũng biết được độ quan trọng của chuyện này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Nhiều người chết dưới tòa nhà bị đình chỉ thi công như thế, chắc chắn những người lính nhảy dù này sẽ nhìn thấy thi thể. Cho dù họ không phải do Lê Vĩnh Thiên phái đến cứu mẹ cậu ta, nhưng họ lại đánh tổ đặc công xe đầu bị thương, họ cũng sẽ không tha cho mấy người. Chuyện này, bố không có cách nào hết, Ngụy Nghiêm vì tự bảo vệ mình, ông ta cũng muốn vạch rõ ranh giới với con gái. Ba,
Con là con gái cưng của ba, là con gái cưng duy nhất của ba. Nếu như con xảy ra chuyện gì, sau này ai sẽ hiếu kính bố chứ? Bố nhất định phải nghĩ cách cứu con. Ngụy Thái Phượng cầu xin một cách nơm nớp lo sợ. Bố cũng muốn cứu con, nhưng kẻ thù của bố là Lê Vĩnh Thiên, hộ soái bảo vệ nắm giữ quân đội hùng hậu trong tay, hơn nữa còn là đệ nhất hộ soái bảo vệ dưới một người, trên vạn người của Long Quốc. Con bảo bố làm sao cứu được? Ngụy Nghiêm nói một cách tức giận. Đúng rồi, không phải quốc vương Long Quốc ở bên cạnh bố sao? Bố có thể cầu xin quốc vương Long Quốc, để ông ta ngăn cản hành động của Lê Vĩnh Thiên. Chỉ cần quốc vương Long Quốc hạ lệnh, Lê Vĩnh Thiên không dám giết chúng ta nữa. Đột nhiên Ngụy Thái Phượng nghĩ đến quốc vương Long Quốc. Chương 900 con nghĩ dễ lắm sao? Cầu xin quốc vương Long Quốc, con làm nhiều chuyện điên rồ như vậy, con bảo ba làm sao cầu xin quốc vương Long Quốc. Không khéo, ba cũng sẽ bị con kéo xuống nước, con gài bẫy bố rồi. Ngụy Nghiêm nói một cách tức giận. Bố, chuyện đến nước này, chỉ có bố có thể cứu con thôi. Gài bẫy lần này, sau này con bảo đảm sẽ không gài bẫy bố nữa. Nếu như bố không cầu xin quốc vương Long Quốc, con thật sự sẽ chết đấy. Ngụy Thái Phượng khổ sở cầu xin. Được thôi, bố sẽ cố gắng hết sức thử xem. Ngụy Nghiêm cũng không muốn con gái mình chết, đành phải đồng ý thử cầu xin quốc vương Long Quốc. Được, vậy bố mau một chút, nếu không sẽ không kịp nữa. Ngụy Thái Phượng nói một cách lo lắng. Bố biết, bố đi ngay đây, các con nhất định phải kéo dài thời gian, đừng để Lê Vĩnh Thiên giết các con nhanh như vậy. Bố cầu xin quốc vương Long Quốc, cần một chút thời gian. Ngụy Nghiêm nói. Con biết, con sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Bố mau chóng đi cầu xin quốc vương Long Quốc đi, con cúp máy trước. Ngụy Thái Phượng không muốn lãng phí thời gian nữa, nói xong thì lập tức cúp máy. Ngụy Nghiêm biết tình hình khẩn cấp, ông ta đành phải mặt dày đi tìm quốc vương Long Quốc. Đỗ Quang nhìn thấy Ngụy Thái Phượng cúp điện thoại, ông ta bèn hỏi một cách lo lắng, vợ à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những người lính nhảy dù này từ không trung đáp xuống đây, rốt cuộc muốn làm gì? Những người lính nhảy dù này có thể thật sự do Lê Vĩnh Thiên phái đến cứu người. Ngụy Thái Phượng nói với vẻ mặt hoảng loạn, việc đến nước này, bà ta cũng không dám che giấu nữa. Bà ta vừa nói xong, người ở đây đều kinh ngạc. Có người hoảng sợ, có người kinh ngạc vui mừng. Những người hoảng sợ đương nhiên là cha con Đỗ Quang và Đỗ Lược, còn có Vu Cơ và hai trợ thủ của ông ta. Trước đây Ngụy Thái Phượng vẫn luôn khăng khăng rằng Lê Vĩnh Thiên sẽ không phái người đến cứu, bây giờ đột nhiên bà ta nói những người lính nhảy dù này thật sự do Lê Vĩnh Thiên phái đến, vậy thì chắc chắn là thật. Đỗ Quang và Đỗ Lượng nghĩ đến những chuyện táng tận lương tâm mà mình đã làm ở đây, nếu như thật sự là binh lính do Lê Vĩnh Thiên phái đến, vậy thì mình chết chắc rồi. Tuy Vu Cơ và hai trợ thủ của ông ta không phải chủ mưu, nhưng họ là bác sĩ chợ đen muốn móc mắt mẹ của hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên. Vậy chắc chắn cũng khó thoát cửa tử. Mà những người kinh ngạc vui mừng đương nhiên là Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc. Trước đây họ cũng không dám tin Lê Vĩnh Thiên thật sự sẽ phái binh lính đến cứu, nhưng bây giờ lời thốt ra từ miệng của Ngụy Thái Phượng, hơn nữa tìm hiểu cùng người bố bộ trưởng của bà ta, và lại cũng nghe thấy bà ta khổ sở van nài người bố bộ trưởng của bà ta cầu xin quốc vương Long Quốc, đương nhiên họ đã tin. Được biết những người lính nhảy dù này do hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên phái đến, họ đều vô cùng kích động. Người kích động nhất chẳng ai khác ngoài Lê Tuyết Tương. Đã hơn 10 năm bà không gặp con trai, lát nữa là gặp được con trai rồi, bảo bà làm sao không kích động được. Mẹ, hộ soái Lê thật sự đến cứu chúng ta, lẽ nào anh ấy thật sự là con trai của mẹ? Tiêu Tịnh Vi vẫn có chút không dám tin, không ngờ mẹ nuôi của mình lại có một người con trai là hộ soái bảo vệ. Là thật đấy. Ánh mắt Lê Tuyết Tương vẫn luôn nhìn về phía những người lính nhảy dù từ trên không trung đáp xuống, bà mong đợi có thể nhìn thấy đứa con trai đã cách biệt nhiều năm của mình. Vậy tốt quá, không ngờ con lại có một anh trai là hộ soái bảo vệ. Tiêu Tịnh Vi nói một cách kích động. Chỉ là không biết anh trai con có nhận người mẹ như mẹ không? Lê Tuyết Tương nói với vẻ mặt mù mờ. Thím Lê, thím yên tâm đi. Hộ soái Lê trọng tình trọng nghĩa, vô cùng hiếu thảo, sao anh ấy lại không nhận người mẹ như thím chứ? Nếu như anh ấy không nhận người mẹ như thím thì sẽ không phái binh lính đến cứu. Triệu Vũ Ngọc nói. Tình thế bây giờ đã xoay ngược lại, đến lượt người nhà họ Đỗ sợ hãi. Mẹ, những người lính nhảy dù này sắp đáp xuống đất rồi, làm sao đây? Đỗ Lượng nói với vẻ mặt hoảng sợ. Ông ngoại con đã nghĩ cách cầu xin quốc vương Long Quốc rồi, chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian, giữ tính mạng, đợi thánh chỉ được ban xuống.
Ngụy Thái Phượng nói. Vợ ơi, những người lính nhảy dù này ai cũng hừng hực sát khí, chúng ta làm sao kéo dài thời gian đây? Đỗ Quang hoảng loạn bối rối, hỏi một cách hoang mang lo sợ. Đợi sau khi họ đáp xuống đất, em sẽ kêu gọi đầu hàng với họ, kéo dài thời gian. Ngụy Thái Phượng nói. Người chúng ta đắc tội là mẹ của đệ nhất hộ soái bảo vệ Long Quốc, sợ là đến cả quốc vương Long Quốc cũng sẽ không tha cho chúng ta. 36 kế, chạy là thượng sách, chúng ta mau chạy trốn đi. Đỗ Quang nói một cách lo lắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.